Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản điểm tin cuối tuần, tức là tối thứ sáu để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá lại toàn bộ xu thế tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ có một vài cái góc cạnh để chúng ta nhận định cái xu thế thị trường trong tuần mới. Và sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả các anh chị em, chúng ta sẽ đi phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên Zoom. Cũng như các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang liên tục theo dõi và phân tích hàng tuần. Thì trước khi mà chúng ta đi vào những cái nội dung chính của phần bản tin, thì Hùng Lê cũng có một vài ý để chúng ta trao đổi như sau. Thì hiện tại chúng ta có ba kênh để tương tác với tất cả những anh chị em nhà đầu tư. Thì kênh đầu tiên Hùng Lê đang sử dụng chính nhất đó là kênh kênh YouTube. Thì trên YouTube hàng tuần và mỗi buổi tối thứ sáu thì Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian để chúng ta có những bản tin, và Hùng Lê cũng đã có nhắc tất cả những anh chị em là nếu như những anh chị em nào mà chúng ta có những cái mã cổ phiếu mà không nằm trong cái danh mục mà Hùng Lê phân tích thì các anh chị em có thể comment ở dưới phần bình luận ở dưới các cái bản tin hàng tuần, thì Hùng Lê sẽ phân tích và sẽ trả lời cho các anh chị. Tất nhiên những cái góc nhìn của Hùng Lê nó mang tính cá nhân của Hùng Lê, các anh chị có thể lấy đó làm những cái góc nhìn để chúng ta tham khảo. Một cái kênh thứ hai nữa là kênh Zalo, thì Hùng Lê đã ở trong những cái phần mà phần 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 bản tin hàng tuần, thì Hùng Lê có để số điện thoại để các anh chị có thể kết bạn qua Zalo 0968279555. Thì kênh thứ hai là Hùng Lê có hỗ trợ tất cả anh chị em. Những anh chị em nào mà có hỏi Hùng Lê ở trên Zalo thì Hùng Lê cũng có trả lời cho các anh chị. Và một cái nhóm kín của Hùng Lê hỗ trợ tất cả những anh chị em có tham gia đầu tư, mở tài khoản và thuộc team của Hùng Lê quản lý tại Room VPBS01 NO01 đó. Thì ở trên này thì Hùng Lê đã hỗ trợ tất cả các anh chị em. Thì những cái thông tin Hùng Lê hỗ trợ thì nó cũng mang đậm cái tính chất là cá nhân của Hùng Lê thôi, cũng là chỉ một góc nhìn cá nhân thôi. Thì những cái góc nhìn đó các anh chị có thể có những cái tham khảo và có những cái quyết định trong cái việc mà chúng ta đầu tư. Và song song với việc hỗ trợ tất cả những anh chị em ở trên trên Zoom, Zalo, thì Hùng Lê còn trong team của Hùng Lê còn có một Zoom lệnh phái sinh. Thì trên Zoom lệnh phái sinh thì hàng ngày thì admin sẽ có những cái tín hiệu lệnh, sẽ có những cái tín hiệu lệnh và admin sẽ chat lên đây. Thì một cái cách để vận hành cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, chỉ có lệnh long và lệnh short tại từng cái thời điểm. Và ở trên cái team lệnh này thì tất cả những cái tín hiệu lệnh sẽ được admin up lên đây, sẽ được admin up lên đây. Và hàng tuần thì sẽ có những cái bảng tổng kết để đánh giá lại toàn bộ cái tình hình rung lệnh vừa qua. Thì trong cái bản điểm tin video số 74 thì Hùng Lê cũng đã có phân tích và đánh giá xu thế tình hình thị trường từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10. Thì thị trường chung sẽ gặp khá là nhiều những cái khó khăn, bởi vì khi đó thì Hùng cũng có đánh giá lại toàn bộ nội tại thị trường. Thì cũng các cái dòng dẫn, các cái dòng trụ của chúng ta thì gần như là nó bị, tức là nó chưa phát huy được những cái vị thế của chúng ta. Thì Hùng Lê sẽ đánh dấu lại, các anh chị chờ một tí, Hùng sẽ đánh dấu lại cái vị trí của ngày kết tuần trước. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là sau cái phiên kết tuần, tức là ngày mùng 4 tháng 10, thì sau đó thị trường đã có những phiên rơi khá là mạnh và rơi khỏi cái nền hỗ trợ là 985 điểm. Và rất là may, sau đó thì phiên liền sau đó, tức là phiên ngày thứ ba thì thị trường đã kịp thời phục hồi, và cái mốc 985 điểm ở đây nó không bị gãy. Chính vì vậy nên là khi mà cái mốc 985 điểm này nó không bị gãy thì những cái yếu tố mà cái xu thế của thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái yếu tố tốt hơn, sẽ có những cái yếu tố tốt hơn. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì gần như cả phiên thì thị trường rất là yếu, và kết phiên thì thị trường lấy lại mốc 990 điểm nhờ vào sự phục hồi của một số các cái mã cổ phiếu trụ. Thì tín hùng sẽ phân tích ví dụ như VIX, ví dụ như là Vietcombank, ví dụ như là PLX.
Còn nhìn chung ở toàn thị trường thì cái mức độ mà cái sự lan tỏa dòng tiền thì chúng ta vẫn chưa thấy được nhiều. Và một cái điều quan trọng hơn nữa thì một cái điều tiến bộ hơn nữa ở trong tuần vừa qua đó là cái thanh khoản của toàn thị trường thì gần như được duy trì ở một cái mức khoảng tầm 140 triệu cổ phiếu, tức là nó xấp xỉ vào trung bình 21 phiên, thì đấy là một cái dấu hiệu khá là tốt, khá là tích cực. Còn nếu nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì hình như là nó tạo thành một cây nến gần như là một cái cây nến doji. Tất nhiên là nó không không hẳn ở doji, bởi vì là nó có thân nến, tức là điểm tất nhiên là cái điểm điểm mở và điểm điểm kết thì nó nằm gần nhau, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở đây là gần như là nó cái cây nến tăng tuần thì nó cũng cũng khá là hẹp, khá là hẹp. Đấy là về về tình hình thị trường trong tuần vừa qua thì như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích lại toàn bộ tình hình các cái mã cổ phiếu, các cái mã dẫn dòng của thị trường. Sau đó thì chúng ta sẽ có một vài góc nhìn về thị trường ở trong tuần tới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của họ nhà VIX. Thì về cơ bản đối với VIX thì VIX đã chạm lại cái vùng hỗ trợ, tức là cái vùng từ vùng 115 đến vùng 118. Thì trong một cái giai đoạn hiện tại, trong một cái xu hướng dài thì hiện tại là VIX đang có những yếu tố tạo lập mà nó neo ở cái vùng này, thì cơ bản là đối với VIX thì VIX vẫn là một cái mã cổ phiếu mà giữ nhịp cho thị trường. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì cơ bản là VIX chưa có được cái sự hồi phục tốt nhất, và về cơ bản thì xu thế chủ đạo của VIX vẫn đang là một cái xu thế đi ngang, vẫn đang một xu thế đi ngang, và cái ngưỡng kháng cự hiện tại ở đây là vùng 121. Về cơ bản thì hiện tại VIX đang có những cái tín hiệu hồi, tuy nhiên những cái tín hiệu hồi này thì Hùng Lê không đánh giá thực sự là tích cực, và chúng ta sẽ cùng quan sát VIX ở vùng giá 118. Nếu như sang tuần VIX lấy lại được vùng 118 và cao hơn nữa là vùng 119 đến vùng 120 thì như thế là VIX sẽ có một cái nhịp hồi nho nhỏ ở đây. Những cái yếu tố tạo lập hiện tại thì Hùng đánh giá rằng khả năng VIX vẫn vẫn không thể thủng cái vùng ở đây là vùng khoảng vùng 115, tức là cái vùng tạo lập của cổ phiếu VIX ở đây. Khuyến nghị mua thì Hùng Lê không khuyến nghị, bởi vì hiện tại tín hiệu của VIX nó khá là yếu. Đối với Vinhome thì trong những kịch bản phân tích gần đây thì cũng có đánh giá rằng là khả năng Vinhome sẽ chạm về cái vùng ở đây là vùng giá 90. Khi chạm về vùng 90 thì khả năng Vinhome sẽ có những cái phiên test lại ở quanh vùng 87.5. Thì hiện tại là trong tuần vừa rồi thì gần như Vinhome ở một cái trạng thái, tức là có những cây nến giảm về vùng 87.5, xong đó thì rút lên ở vùng khoảng vùng 88.5, tức là dao động ở trong một cái biên độ hẹp. Những cái tín hiệu hiện tại của Vinhome thì cũng chưa thực sự là tích cực khi mà dòng tiền thì vẫn đang có những cái xu thế đi ngang. Và đặc biệt là đường MACD thì cũng chưa có những cái tín hiệu thực sự đảo chiều đây, và khả năng thì Vinhome vẫn một cái trạng thái lình trình đi ngang ở quanh vùng 87.5 đến vùng 88. Cơ bản là như vậy, chưa phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Và việc nếu như Vinhome mà gãy vùng 87.5 ở đây thì Vinhome sẽ có những cái xu thế tích lũy ở cái nền thấp hơn ở dưới này. Đó, thấp hơn ở nền dưới này, tức là nền 84, thì về cơ bản là cổ phiếu Vinhome thì ở giai đoạn này chúng ta cũng không tham gia đầu tư, nó chỉ là một cái mã để mà giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Đối với VRE thì phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị của chúng ta để tham gia bắt đánh T cộng 3 đối với VRE. Thì về cơ bản là những cái nhịp hồi phục ở đây thì VRE ngày hôm nay là VRE đã chạm lại cái vùng kháng cự mạnh ở đây. Chạm lại cái vùng kháng cự ngắn ở đây là khoảng vùng giá 33. Khi chạm về cái vùng 33 này thì thường xu thế cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp đánh trả lại vùng nền trong ngắn hạn, và hiện tại thì VRE cũng chưa thoát khỏi kênh xu thế giảm giá. Hiện tại thì VRE chưa thoát khỏi kênh xu thế giảm giá. Ở những cái lực cầu bắt ở đây thì chúng ta cần phải quan sát thêm ở tuần tới. Thì theo kịch bản của ông Lê thì khả năng là VRE sẽ test lại ở quanh vùng 32. Ở đây quanh vùng 32, và lực cầu cần phải quay trở lại và đánh bật được cái vùng 33 ở đây. Thì trên team thì ông Lê cũng đã có phân tích những cái phân tích dành cho các anh chị rồi. Vùng 33 sẽ là cái vùng mà sẽ quyết định cái xu thế của cổ phiếu, và
đích đến thì trong một cái nhịp hồi ngắn như thế này thì khả năng cao thì sẽ chạm lại được vùng 33.5 đến vùng 34 của nhịp đánh VRE, tức là VRE ở trong nhịp này thì ông Lê đánh giá cũng là một cái nhịp đánh rất là ngắn. Ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta thấy rằng dòng tiền thì bắt đầu có những tín hiệu đảo chiều, tuy nhiên nó chưa thực sự mạnh, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng chưa cho thấy rằng VRE có được một cái mức phục hồi tốt nhất. Thì hiện tại ở đây chỉ là những cái lực phục hồi T cộng, cùng đánh giá của VRE hiện tại là như vậy. Vinamilk thì về cơ bản là sau khi về vùng giá 130 thì ông Lê đánh giá rằng là Vinamilk sẽ có những cái nhịp chỉnh, những nhịp chỉnh để chỉnh lại về vùng đâu đó khoảng vùng 127.5 đến khoảng vùng 128, và từ vùng này thì Vinamilk lại cần có những cái tín hiệu, lại cần có những cái tín hiệu để hút lại dòng tiền. Thì về cơ bản ông đánh giá ở trong một xu thế ngắn hạn hiện tại, trong tuần vừa qua thì Vinamilk về cơ bản là Vinamilk giảm giá, tức là không tăng. Mặc dù tức là chúng ta xem ở trên cây nến tuần thì như thế là có một cây nến giảm giá, đúng không ạ? Tuy nhiên những tín hiệu tại Vinamilk có những cái tín hiệu tích lũy khá là đẹp quanh nền 127.5 đến nền 128. Về cơ bản nếu chúng ta view một tí như thế này, tức là để chúng ta nhìn một cái cách nó tổng thể hơn một tí, thì Hùng đánh giá rằng ở trong giai đoạn hiện tại Vinamilk vẫn còn cơ hội để tăng tiếp. Những cái phiên giảm ở trong tuần vừa rồi, tức là chúng ta nhận thấy rằng dòng tiền đang khá là cạn đối với Vinamilk. Ở đây chính là những cái điểm tích lũy để giúp cho Vinamilk sau khi một cái hành trình tăng từ vùng giá 120 chạm về vùng 130. Theo cái kịch bản Hùng Lê phân tích, và hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng là Vinamilk có thể test chỉnh sâu nhất. Nếu mà test chỉnh sâu nhất thì nó sẽ rơi vào về khoảng vùng 126.5. Tức là những cái điểm sâu nhất ở đây, không phải là 126.5 mà là 125.5 đến vùng 126, 125, tức là khi đó thì Vinamilk sẽ chạm kênh. Tức là về xu thế hiện tại thì Vinamilk sẽ có xu thế tích lũy ở quanh cái nền này, và các anh chị nào mà chúng ta chưa có vị thế của Vinamilk thì theo Hùng Lê là chúng ta cũng có thể canh Vinamilk ở trong tuần tới, và Vinamilk vẫn là một cái trụ mà Hùng đánh giá là tốt, ok ở trong thời điểm hiện tại. Chúng ta cùng xem mã SAB. Thì đối với SAB thì về cơ bản là sau khi mà SAB chạm được về vùng 280 thì xu thế hiện tại của SAB vẫn là một cái xu thế giảm. Còn những cái lực hồi ở đây, thì maximum có thể chạm lại về vùng 280 thôi, chạm về vùng 280. Còn trên xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng dòng tiền hiện tại đổ vào cổ phiếu này đang khá là yếu. Và như thế thì SAB cũng mất đi một cái trụ mà giữ nhịp cho thị trường. Về cơ bản thì hiện tại thì SAB đã giảm về cái vùng gần cái vùng ở đây, thì khả năng là sẽ chạm về vùng 251. 200 bao nhiêu? Chỗ này là 250.9 này. 250.9. Tức là khoảng cái vùng này thì SAB sẽ tích lũy ở đây, khả năng là sẽ ngừng rơi ở đây và cũng hỗ trợ nhịp cho thị trường. Cổ phiếu này thì chúng ta cũng chỉ xem thôi, chúng ta không tham gia đầu tư. VRC. Đối với VRC thì trong một cái kịch bản phân tích của ông Lê khá là dài, từ những cái nền giá ở vùng giá thấp ở dưới này, từ những cái nền tích lũy từ vùng 115 đến vùng 117. Kịch bản hiện tại của VRC sau khi mà ông Lê phân tích đánh chạm vùng 140 thì ông Lê tiếp tục bẻ kịch bản là VRC sẽ đánh về vùng 145. Sau những nhịp test chỉnh về vùng hỗ trợ khoảng quanh vùng 135 thì về cơ bản là tín hiệu kỹ thuật cuối tuần của VRC thì khá là ok. Khi mà VRC có một cây nến tăng cũng khá là mạnh, cầu thì nó cũng chưa thực sự đạt lắm. Cầu của phiên ngày hôm nay đạt khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu thì như thế thì nó sẽ là ok. Và sang tuần thì cái xu thế chủ đạo của VRC vẫn là một cái xu thế mà sẽ đánh break đỉnh vùng 140 để chạm về vùng 145. Những cái điểm mua thì những anh chị Hùng đã lưu ý rồi, tức là chúng ta sẽ nốt lại các cái vùng hỗ trợ
các cái vùng hỗ trợ, vùng lên phân tích của từng cổ phiếu. Và khi cổ phiếu về đến vùng hỗ trợ mà chúng ta nhận thấy rằng là cái vùng hỗ trợ đấy nó không bị phá vỡ đó, ví dụ như vùng 135 này các anh chị có thể nhìn thấy là ở đây một cái cây nến giảm đỏ và sau đó thì bị hút chân lên, đúng không ạ? Và trong một phiên tiếp theo thì vùng 135 không bị phá vỡ và cây nến liền sau đó thì đã có sự tăng giá. Như vậy thì như vậy là cái vùng hỗ trợ mà chúng ta phân tích ở đây nó là đúng. Vậy thì đến cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta có thể chúng ta sẽ mở mua ở tại những vùng hỗ trợ đó để lấy vị thế. Còn khi cổ phiếu nó đã tăng rồi thì các anh chị có hỏi Hùng là có mua không, thì như thế nó cũng sẽ rất là khó, bởi vì như vậy thì cổ phiếu nó đã đi mất một cái quãng đường về giá khá là tốt, khá là ok rồi. Đối với BVH thì trong giai đoạn hiện tại chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái cách đi của BVH, thì BVH cái thanh khoản nó khá là thấp. Tuy nhiên những cái nhịp mà BVH tăng thì nó cũng khá là ok. Hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là BVH đã có khoảng tầm độ mấy tuần rồi đấy. Các anh chị chờ một tí, khoảng tầm độ 1, 2, 3, khoảng tầm 4 tuần. 4 tuần đi ngang ở quanh cái nền 71.5 đến nền 75 và hiện tại thì đang lình xình ở quanh nền giá 72. Thì đối với quan điểm của Hùng Lê là nếu ở trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta có thể mở các cái vị thế của BVH ở quanh vùng giá 71.5 đến vùng 72. Mở vị thế các anh chị lưu ý là như vậy, và chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp quản trị rủi ro, có nghĩa là sau khi chúng ta mua xong thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu về đến tài khoản của chúng ta. Sau khi cổ phiếu về đến tài khoản rồi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật đánh lên ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục mua thêm để gia tăng tỷ trọng. Nhưng ngược lại, nếu khi cổ phiếu về đến tài khoản và BVH bị gãy nền 70, đây gãy cái nền 70 này, ví dụ như là nó có những cái cây nến xanh đỏ dài như thế này chẳng hạn, những cây nến đỏ dài như thế này chẳng hạn, thì như thế thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cắt lỗ cái phần chúng ta mở vị thế, tức là chúng ta mở vị thế khoảng 30% số chúng ta định mua. Bởi vì là trong một cái xu thế vận động ở vùng nền vùng đáy như thế này thì chúng ta sẽ chưa thể xác lập được cái xu thế đi lên của cổ phiếu BVH như thế nào. Chính vì vậy nên là những cái điểm mua là đấy chính là những cái điểm mua vị thế để chúng ta luôn luôn đảm bảo cái sự an toàn của chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Đối với Mansan thì về cơ bản là Mansan có một tuần đi ngang ở quanh vùng giá 77. Cái xu thế hiện tại của Mansan thì Hùng cũng có đánh giá ở trong tuần trước rồi, là cơ bản là xu thế đi ngang hoặc thiên về kịch bản là giảm giá, bởi vì là hiện tại thì dòng tiền của Mansan thì cũng đang khá là yếu và chúng ta chưa nhìn thấy được những cái động lực mà để giúp cho Mansan có được những cái động lực tăng giá tiếp theo. Và về cơ bản thì cái nền 77 này sẽ là cái nền mà giúp cho chúng ta nhận diện được những cái xu thế tiếp theo của Mansan. Còn về cơ bản thì Hùng Lê đánh giá rằng các cái chỉ báo kỹ thuật cơ bản thì chúng ta chưa nhìn thấy được cái động lực tăng giá của Mansan. Mã cổ phiếu GAT thì đối với GAT là Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị phân tích GAT cho anh chị ở trên Zoom rất là nhiều. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì Hùng nhìn thấy GAT đã có những cái tín hiệu đấy, các anh chị có thể nhìn thấy là trên Zoom thì Hùng Lê liên tục cập nhật các cái mã cổ phiếu về GAT, ví dụ như cách đây 9 ngày, 10 ngày, đó, 8 ngày này, rồi 2 ngày. Đó, ví dụ 2 ngày vừa rồi thì Hùng Lê cũng có đề cập đến GAT, đó. Và trong ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng đã có những cái lưu ý nốt lại cho các anh chị về vùng GAT đã chạm vùng giá co 100. Thì tại vì sao ở hiện tại thì Hùng Lê có đề cập đến mã cổ phiếu GAT thì chúng ta Hùng cũng đã có đề cập rồi, tức là đối với mã cổ phiếu GAT thì chúng ta nên xem ở trên biểu đồ nến tuần, và cái sự xuất hiện trở lại của lực cầu sẽ là một trong những cái cầu của GAT, sẽ là một trong những cái yếu tố mà Hùng Lê sẽ liên tục quan sát để cập nhật cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Lực cầu quay trở lại với việc GAT có một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh nền giá 100 đâu đó cũng khá là dài rồi, vài tháng quay trở lại đây, và đây là cái thời điểm Hùng Lê khuyến nghị tất cả những anh chị em ở trong team của Hùng Lê mở mua GAT ở quanh vùng giá 100 để chúng ta lấy cái vị thế. Sau khi chúng ta lấy vị thế rồi thì GAT sẽ có những phiên, ví dụ như có những tuần mà GAT có cái lượng giao dịch khoảng từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu đó, có những cái tín hiệu về kỹ thuật dòng tiền đi lên, ví dụ như vậy đây, ví dụ như dòng tiền đi lên.
dòng tiền có những cái xu hướng đi lên, ví dụ như vậy, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác đạt thì lúc đó Hùng Lê sẽ khuyến nghị tất cả những anh chị em của chúng ta mở mua hết. Thì về cơ bản vùng giá 100 vẫn là cái vùng giá khá là tốt, khá là ok, chúng ta sẽ mở mua gom dần. Vì thế đối với cổ phiếu GAT, và GAT cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư, Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị của em trên Zoom của Hùng Lê, cũng như hàng tuần thì Hùng Lê có nhấn mạnh cho các anh chị em của chúng ta, cộng đồng nhà đầu tư. Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu PVD. PVD thì về cơ bản PVD thì Hùng vẫn chưa nhìn thấy có những cái tín hiệu tốt khi mà đường dòng tiền thì tiếp tục bị suy yếu, và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy những cái động lực tăng giá, những cái nhịp hồi mang tính gọi là hồi kỹ thuật như thế này thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Và Hùng Lê đang kỳ vọng ở PVD ở vùng giá 15.5, tức là cái nhịp này thì PVD sẽ đánh đâu đó chạm vùng 15.5, và khi chạm về đây thì cổ phiếu sẽ tích lũy lại tại đây, và sau khi tích lũy lại nền này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích đánh giá nhận định của cổ phiếu PVD. Đối với PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong một giai đoạn hiện tại, sau khi mà Hùng Lê đã có những cái phân tích về target của PVS thì Hùng Lê đã có những cái nhận định là PVS sẽ có những cái nền tích lũy thấp ở vùng dưới, và về cơ bản trong một cái xu thế hiện tại thì chúng ta thấy rằng những nhịp hồi của PVS cũng chưa thực sự là tích cực, và hiện tại thì PVS cũng đang đi theo kênh xu thế giảm, và khi những cái nhịp hồi phục như thế này thì chúng ta sẽ không tham gia, bởi vì khi chúng ta tham gia như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian, chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian chờ đợi, và khi cổ phiếu chưa rõ trend sóng xu thế như thế này thì chúng ta cũng sẽ rất là khó. Ông sẽ đi phân tích luôn mã cổ phiếu PLX nữa, cũng trong họ dầu khí. Thì đối với PLX là trong cái giai đoạn vừa qua thì PLX gần như là chúng ta thấy rằng PLX bị mất gần hết thanh khoản, và trong tuần phiên kết tuần thì PLX có một cái động thái bán khá là mạnh ở đây, thì có thể là các cái quỹ tái cơ cấu, và gần như PLX bị rơi khỏi cái vùng nền 60, tức là cái vùng nền hỗ trợ của nó. Hiện tại thì PLX phiên kết tuần thì PLX có một cái lực tăng khá là tốt về giá, tuy nhiên về cái lượng cầu thì Hùng Lê đánh giá là chưa thực sự ổn. Chính vì vậy nên là PLX sẽ cần thêm thời gian để tích lũy lại ở quanh cái nền, ở đây là nền 58, sẽ cần thêm thời gian để nền 58 và thậm chí là thấp hơn ở đây sẽ là nền 56. PLX sẽ cần thời gian để tích lũy lại ở quanh cái vùng nền này. Một cái phiên mà PLX tăng mạnh như thế này thì cũng chưa thể nói lên được một cái điều gì. Và điều quan trọng hiện tại đối với PLX hiện tại đó là dòng tiền thì đang bị khá là bị mất hút, và chúng ta sẽ chờ khi mà PLX có những cái dấu hiệu tốt hơn đối với mã cổ phiếu PLX. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu POVK. Đối với POVK thì trong phiên ngày hôm nay, thì POVK đã bị rũ. Về cơ bản thì Hùng nhìn thấy rằng POVK ở trong giai đoạn hiện tại chúng ta bỏ cái phiên này đi, bởi vì cái phiên này là một cái phiên nó bị đột biến, dẫn đến việc là thanh khoản của POVK nó không thực sự đúng, và chúng ta phải view như thế này thì nó chuẩn hơn. Đó, ví dụ như vậy thì nó phản ánh đúng hơn về cái thực trạng của POVK thì Hùng đánh giá ở vùng giá 12.5. 12.5 POVK đang có những phiên hay là đang có những tuần để cố gắng bẻ lại cái vùng giá 12.5. Và với những anh chị em mà chúng ta đang quan tâm đến nhóm ngành dầu khí thì POVK cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị trên Zoom các anh chị chúng ta sẽ tham gia, và cái vị thế tham gia của chúng ta là quanh vùng 12.5. Những tuần đánh lên và sau đó thì những tuần rũ, và những tuần đánh lên và những tuần rũ. Về cơ bản hiện tại thì khi cổ phiếu sau một cái trend xu thế giảm giá rất là dài, từ vùng 16 mà giảm về đến còn đâu đó chạm vùng 12 đi, như vậy là mất 4.000, như vậy cũng là mất một cái dàn lượng giảm tương đối, thì cổ phiếu nó sẽ không chạy lên được ngay đâu. Cổ phiếu nó sẽ không chạy lên được ngay và nó sẽ cần thời gian đánh lên đánh rũ, và sau khi mà nó hấp thụ hết gần như cái lượng hàng phân phối ở trên này thì lúc đó cổ phiếu mới có được cái xu thế ngang, xu thế đi lên,
Và về cơ bản thì POW hiện tại là vị thế mở mua gom ở quanh vùng 12.5, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là những cái căng thẳng tại Syria rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Iran vân vân thì đấy là những cái yếu tố mà nó sẽ tác động đến giá dầu. Chính vì vậy nên các cái mã cổ phiếu dầu khí nó cũng sẽ luân chuyển theo những cái nhịp mà giá dầu của thế giới. Mã cổ phiếu BSR Hùng sẽ phân tích luôn. Đối với BSR thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị rất sớm dành cho các anh chị em ở trên Zoom. Thì đâu đó 11 ngày trước thì đã có có những cái nhận định về BSR. Đối với BSR thì cũng đâu đó cũng xa xa rồi từ những cái ngày về trước đó thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến cái việc BSR. Và trong cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng Lê cũng đã có dành những khuyến nghị cho tất cả những anh chị em của chúng ta mở mua 1/3 số định mua vị thế quanh vùng 9.3. Thì đối với BSR và cổ phiếu POW thì bây giờ các anh chị cũng có thể nhìn thấy nó là một cái gọi là cái hình thù nó khá là giống nhau. BSR cũng đã có một cái vùng giảm từ vùng 14 và chạm đến vùng khoảng vùng 9. Như vậy là cũng mất khoảng đâu đó 5.000. Đó, đối với BSR thì nó còn giảm nhiều hơn. Và sau đó thì tại cái vùng 9 thì Hùng đã có những cái nhìn nhận đánh giá BSR đang có cái xu thế mà chúng ta sẽ bẻ gãy lại cái kênh xu thế của BSR tại đây. Và khi mà cổ phiếu này đã có những cái dấu hiệu mà bứt vùng nền 9.3 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua vùng 9.3. Thì về cơ bản đối với hiện tại xu thế của BSR như thế nào thì Hùng có đánh giá như thế này, các anh chị sẽ lưu tâm giúp Hùng Lê ở đây, tức là BSR sẽ có một cái vùng ở đây là vùng 10 và vùng ở dưới là vùng 8.7. Đấy là một cái vùng hỗ trợ, nó tạm gọi như là một cái vùng mây để chúng ta xác định được cái xu thế của BSR. Và Hùng Lê kỳ vọng là BSR sẽ đánh sang tuần, BSR sẽ đánh vượt vùng 10, tức là sẽ có những cây nến xanh ngồi lại loại như này, những cây nến xanh ngồi lên như này. Và như vậy thì đó là những cái xu thế tiếp theo của BSR. Và trong ngày hôm nay thì Hùng Lê cũng có nhắc lại đó là BSR tại vùng giá 9.3, và dự báo thì phiên ngày hôm nay sẽ là một phiên hút cầu và sẽ hút qua vùng giá 10, và đây cũng là mở cái điểm mua hết và cái điểm mua cuối cùng đối với mã cổ phiếu BSR trong phiên ngày hôm nay. Thì trong phiên ngày hôm nay là BSR không đóng cửa được ở vùng giá 10, mà vùng giá 9.9, nhưng mà ở phiên ngày hôm nay cũng là một phiên hút cầu khi mà tổng khối lượng khớp lệnh đã đạt khoảng tầm 3,4 triệu cổ phiếu đó. Chỉ tiếc một điều là giá của BSR không đóng được trên 10 thôi, còn nếu mà đóng được trên 10 thì phiên ngày hôm nay là phiên 10 điểm. Và đối với những cái tài khoản mà trong team của Hùng Lê thì đã có những cái khuyến nghị mở mua hết đối với BSR đó. Vậy thì khi mà các anh chị về đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì các anh chị sẽ có được những cái góc nhìn nó tối ưu nhất. Tất nhiên là những góc nhìn đó Hùng Lê lưu ý lại đó là những góc nhìn mang đậm cái tính cá nhân của Hùng Lê, nó có thể đúng, nó có thể sai, và các anh chị có thể phân tích, có thể xào nấu lại để chúng ta có được những cái quyết định tối ưu nhất trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Hùng Lê nhắc lại là một số các anh chị thì có bảo là có comment ở trên đó, thì Hùng Lê cũng luôn nói rằng là chúng ta hội tụ về đây để chúng ta cùng trao đổi những cái kinh nghiệm với nhau, để chúng ta cùng hỗ trợ nhau, chứ không phải chúng ta hội tụ về đây để Hùng Lê là ông thần bà thánh, để Hùng Lê là một cái gì đó để giúp cho các anh chị của chúng ta có thể là đánh trăm trận trăm thắng. Nó không có cái việc đó, mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng lớn mạnh, là cộng đồng mà rất nhiều những anh chị em có những cái nền tảng kiến thức tốt, đúng không ạ? Chúng ta cùng có những cái kinh nghiệm, chúng ta cùng có những cái thông tin, thì chúng ta cùng trao đổi lên trên đó để tất cả những anh chị em khác của chúng ta có được những cái thông tin hữu ích. Thì đấy là cái mục đích mà Hùng Lê đang
theo đuổi và đang xây dựng trong cái quá trình Hùng Lê vừa phân tích đầu tư, vừa quản lý team. Chúng ta cùng đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng Vietcombank. Thì đối với Vietcombank, trong một cái kịch bản ngắn thì Hùng Lê có đề cập đến việc là Vietcombank có thể chỉnh lại về vùng 80 và sau đó thì đánh chạm vùng 85. Và trong tuần này thì về cơ bản là Vietcombank đã hoàn thành cái target Hùng Lê phân tích ở đây là vùng giá 85, đúng không ạ? Và đóng cửa vùng 85.3. Và trong một cái kịch bản gần thì Hùng Lê có đánh giá rằng khi chạm về vùng 85 thì chúng ta sẽ quan sát Vietcombank tại đây, và cái kịch bản mà nó lớn hơn ở thời điểm hiện tại là Hùng đã đánh giá lên vùng 90, tức là cái kịch bản ở trong cái nhịp này, tức là vùng 80 và đánh lên vùng 90. Có thể sang tuần thì Vietcombank sẽ có những phiên test lại ở quanh vùng 84, tức là có thể có những cái điểm test lại về đây này khoảng vùng 84, mà sâu hơn thì có thể là vùng 83.5 đi. Cho Vietcombank test những cái điểm test nó sâu hơn một tí, đó sẽ có những cái điểm test ở đây và các anh chị em của chúng ta sẽ quan sát ở vùng này. Nếu tại vùng 83.5 mà Vietcombank không bị thủng ở đây thì như vậy, và sẽ có những phiên hút cầu quay trở lại đây, tức là Vietcombank sẽ có khoảng tầm từ 2 triệu cổ phiếu được giao dịch và giá đẩy về vùng 86 chẳng hạn, như vậy thì cái kịch bản mà Vietcombank đánh về vùng 90 là ở trong tầm tay. Thậm chí là ở trong giai đoạn hiện tại, Hùng Lê đang xây dựng cái kịch bản nó xa hơn đối với Vietcombank, đó là Vietcombank có thể đánh chạm vùng 100. Tất nhiên là để đánh chạm vùng 100 hay không thì Hùng Lê sẽ liên tục phân tích những cái nhịp phân tích của Hùng Lê hàng tuần, chứ Hùng Lê không có phân tích một mạch là từ vùng 80 lên 100, bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ không có những cái cơ sở nào để chúng ta nhận định một cách như thế, và nói như vậy thì thành ra là chúng ta nói phét lác, đúng không ạ? Chúng ta cần căn cứ tình hình thực tế, xu thế thị trường chung cũng như là cái nhóm ngành ngân hàng và bản thân nội tại của Vietcombank để chúng ta phân tích hàng tuần. Và trong kịch bản của tuần này thì Hùng đề cập đến một target tiếp theo của Vietcombank ở vùng giá 90 và có thể test chỉnh lại sâu ở khoảng quanh vùng 83.5. Ok, đối với Vietcombank. BID, đối với BID là một cái mã cổ phiếu lead dòng ngân hàng, và Hùng Lê cũng đã nhấn mạnh phân tích cho các anh chị từ những cái vùng rất sớm ở dưới này, các anh chị có thể xem lại những bản tin trước đây của Hùng Lê. Thì về cơ bản hiện tại thì BID đang gặp một cái vùng kháng cự ở đây khá là dày mà BID mãi vẫn chưa vượt qua được, đó là khoảng vùng 42.5 đến khoảng vùng giá 43. Nếu chúng ta xét ở trên biểu đồ nến tuần thì gần như trong tuần vừa rồi thì BID đã tạo thành một cái cây nến diện gần như là một cây nến doji, tức là đại loại không tăng không giảm, và đã có những lúc mà BID đã chạm được gần về đến vùng giá 42, tức là thoát khỏi cái xu thế thoát khỏi xu thế tích lũy ở quanh nền giá 40.5. Tuy nhiên đối với hiện tại, với những cái kịch bản hiện tại của BID thì Hùng đánh giá rằng BID đang đi khá là rõ sóng, và mục tiêu ở trong tuần tới thì BID sẽ đánh chạm về vùng 42.5 đến khoảng vùng 43 là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì là hai phiên gần đây thì BID đang bị mất dòng tiền một tí, và sẽ có những phiên, cái cách đánh của BID là sẽ có những phiên hút dòng tiền mạnh và giá tăng mạnh lên, và khi mà cổ phiếu vượt thoát được cái nền giá 42 thì như vậy là BID đã gần như hoàn thành một cái trend đánh nó cũng khá là dài, và cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra ở đây đó là BID chạm về vùng giá 42.5 đến vùng giá 43, thì đây sẽ là một cái vùng kháng cự rất là mạnh đối với mã cổ phiếu BID, các anh chị lưu ý. Và như vậy thì hiện tại những cái điểm mua thì Hùng đã có những cái điểm mua khuyến nghị các anh chị khi mà cổ phiếu này chạm những cái nền tích lũy ở đây, tức là khoảng quanh nền 39, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ mở các điểm mua. Còn khi mà cổ phiếu đã chạy lên rồi và nó gần về đến cái vùng mà gọi là vùng kháng cự mạnh, chúng ta lưu ý chúng ta sẽ không nên tham gia. CTG thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì CTG đánh cũng khá là ẩm ương, khi mà cái nền giá 22 của CTG vẫn mãi không vượt thoát được, CTG vùng giá 22 vẫn không vượt thoát được, tức là khi chạm về vùng đó thì CTG lại có xu thế bật lại nền, tức là bật lại nền tích lũy ở nền 20,
Về cơ bản thì sau một cái phiên mà hút dòng tiền mạnh của công thương thì công thương đã có hai phiên test tích lũy với lượng vốn đạt khoảng tầm từ 1,5 đến 2 triệu cổ phiếu như thế này là rất là tích cực. Và trong một cái xu thế ngắn thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị em trong team, đó là chúng ta sẽ canh ở công thương ở nền giá 22, khả năng là sẽ đánh trong nhịp này sẽ đánh chạm về vùng 22. Và từ vùng 22 này thì chúng ta sẽ nên chốt dần nếu như cổ phiếu không vượt được thoát được vùng 22 thì chúng ta sẽ chốt, bởi vì là công thương ở trong giai đoạn hiện tại thì cũng đang đánh khá là ngắn. Mã cổ phiếu tiếp theo Hùng sẽ cùng trao đổi với các anh chị đó là mã cổ phiếu ACB. Đối với ACB thì chúng ta sẽ nhìn ở như thế này để nó chúng ta sẽ có một góc nhìn tốt hơn. ACB là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục nhấn mạnh cho các anh chị cập nhật hàng ngày đó, hàng ngày ví dụ như vậy ACB. Và những cái vùng giá mà Hùng đã khuyến nghị chúng ta mở mua, đúng không? Mở mua từ khá là sớm, ở đây là 9 ngày này cũng có đề cập đến ACB. Sau 2 ngày đây lệnh to ăn giá ACB, và có thể hình như là ngày này thì khuyến nghị mở mua ACB đâu đó khoảng quanh vùng giá 23. Đây gom lại gom ACB quanh vùng giá 23 và có thể các cái điểm mua vị thế bắt đầu tính toán từ thời điểm này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng ACB có một cái chu kỳ đi nó khá là dài rồi. Khá là dài, và tí nữa thì Hùng sẽ tìm thấy những cái điểm tương đồng giữa cổ phiếu ACB và cổ phiếu MBB. Thì trong cái giai đoạn hiện tại, cái điều mà Hùng Lê đang quan tâm nhất hiện tại ở đây đó là dòng tiền đối với mã cổ phiếu ACB. ACB thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê mở mua quanh vùng giá 23, đấy là những cái điểm mua vị thế, và sẽ chờ khi cổ phiếu này vượt thoát được vùng 24,5 thì sẽ mở điểm mua hết. Đó, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn chủ động trong cái quá trình mà chúng ta trending đối với các mã cổ phiếu, tức là điểm mua vị thế này, điểm mua gia tăng tỷ trọng và điểm mua hết. Đó thì cái cách chốt lời thì chúng ta cũng có thể chốt lời như vậy, tức là chúng ta chốt lời một ít, sau đó thì cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng thì chúng ta nắm giữ để chúng ta chốt lời dần dần là giải như thế. Đó thì cái cách mua cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Thì đối với hiện tại, đối với ACB thì đang có một cái nền tích lũy đi ngang khá là tốt ở nền 22,5 đến nền 23. Chính vì vậy nên Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta khi cổ phiếu này có những cái xu thế thoát nền 22,5 thì tại nền 23 thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái đặc tính của cổ phiếu ACB là nền tích lũy đi ngang rất dài. Tuy nhiên khi có những cái tín hiệu dòng tiền bứt thoát đi lên thì ACB sẽ có những cái nhịp tăng rất là tốt, và Hùng đánh giá rằng ACB ở trong cái giai đoạn hiện tại là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đáng để chúng ta đầu tư, và vùng giá mở mua vị thế là vùng giá 23, quanh vùng giá 23, và sau đó thì Hùng sẽ chờ những cái điểm mà ACB có những cái tín hiệu vượt thoát kỹ thuật và sẽ khuyến nghị các anh chị em của chúng ta. Sau khi phân tích mã ACB thì Hùng sẽ phân tích luôn mã MBB luôn, bởi vì MBB cũng là một cái mã mà cực kết luôn, cực kết ở trong cái giai đoạn vừa qua đã khuyến nghị, và gần như trong team của Hùng Lê thì tất cả những anh chị em mà đang cầm nắm giữ ngành ngân hàng thì gần như là không thể thiếu những cái mã mà Hùng Lê khuyến nghị, ví dụ như MBB. Thì đối với MBB trong một cái kịch bản Hùng phân tích gần đây, đó là cái vùng giá 23 sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ quyết định cái xu thế của cổ phiếu này nó sẽ đi tiếp như thế nào, bởi cái vùng giá 23 là cái điểm chốt chặn cuối cùng của MBB, nó cũng giống như cổ phiếu ACB, cái vùng chốt chặn cuối cùng của nó khoảng vùng 24,5. Thì về cơ bản là khi chạm về vùng giá 23 thì hiện tại Hùng đang nhìn thấy là MBB cũng đang có những cái tín hiệu lình xình đi ngang, và cái vùng có thể là vùng 22,5 đến vùng 23 này thì cổ phiếu cần thời gian, và Hùng Lê kỳ vọng cái kịch bản là MBB sẽ tích lũy đi ngang ở quanh cái vùng này, quanh cái vùng từ 22,5 đến vùng 23 với vol cạn, tức là vol càng ngày càng cạn đi, tức là cạn đi nó chỉ còn khoảng tầm độ đâu đó khoảng tầm độ 1 triệu đến 1,4 triệu cổ phiếu, ví dụ như vậy trong một phiên, và sau đó thì có những phiên hút dòng tiền
đi lên mạnh như thế này, tức là có những phiên hút cầu khoảng tầm từ 4 đến 5 triệu cổ phiếu để đẩy cái MEB nó vượt thoát được cái vùng nền 23. Tức là cái vùng nền chốt chặn cuối cùng, thì khi mà MEB vượt thoát được cái vùng nền 23 rồi thì khi đó MEB sẽ chạy rất là thanh thoát, và khả năng cái đích đến tiếp theo sẽ là chạm vùng 27 đến vùng 28. Nhưng trước mắt sẽ là khoảng vùng giá 26. 26 sẽ là cái điểm đi tiếp theo của MBB. Và chúng ta sẽ cần một cái lực cầu quay trở lại đối với cổ phiếu MBB ở trong tuần tới để có thể đánh vượt thoát vùng 23. Và khi MBB vượt thoát vùng 23 thì đồng nghĩa với việc những cái tài khoản mà đang Hùng Lê đang khuyến nghị các anh chị thì chúng ta sẽ có thể gia tăng thêm tỷ trọng, bởi vì chúng ta đã có vị thế ở trong tài khoản rồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta mở mua thêm. Tức là quan điểm của chúng ta là mua cao bán cao, tức là khi mua cổ phiếu khi có tín hiệu, chứ không phải là chúng ta mua giá thấp mà chúng ta có lãi, mà đôi lúc chúng ta mua giá cao chúng ta sẽ bán giá cao hơn là khi mà cổ phiếu rõ chen sóng đó. Ví dụ như là chúng ta mua ở vùng 21 đúng không ạ, và chúng ta có thể ra vùng 23 đó, ví dụ như vậy. Chứ không nhất thiết là chúng ta mua ở vùng giá rẻ dưới này chưa chắc là chúng ta đã có những cái thắng lợi. Thì đối với cổ phiếu MBB là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Ở những cái điểm mua thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước của ông Lê. Còn giai đoạn hiện tại là chúng ta chỉ phân tích các cái kịch bản đối với những cái vị thế mà các anh chị em của chúng ta đã nắm thôi. Và một cái mã cổ phiếu tiếp theo, mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là STB. STB là Hùng đã có những cái khuyến nghị cho tất cả những anh chị em cách đây 18 ngày, tức là 2 tuần về trước. STB mở vị thế ở mua phiên hôm nay đang còn xu thế bứt nền vùng 10.5 và lực cầu khá ổn định. Và trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng dòng ngân hàng sẽ có những cái dấu hiệu ấm dần lên. Đó, cách đây 2 tuần thì Hùng đã đánh giá dòng ngân hàng khá là tốt, ấm dần lên. Và cái việc mà dòng ngân hàng ấm dần lên thì cổ phiếu STB cũng là một mã cổ phiếu mà nó không thể thiếu ở trong cái dòng chạy của các cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì đối với STB trong bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, tức là vùng 10.3 đến khoảng vùng 10.5 đó là những cái vùng mà STB sẽ có những cái điểm đột phá, có những cái điểm mà bứt thoát đúng không ạ, đối với STB. Và khi STB có những cái dấu hiệu mà vượt vùng 10.7 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với STB. Và những cái điểm mua hết Hùng cũng có phân tích đề cập đến cho cả nhà đây. Sau đó thì Hùng đã có những cái khuyến nghị tiếp theo. Sau cái khuyến nghị mở mua 10.5 thì nếu cổ phiếu này break được qua vùng 10.7 với vol đạt khoảng tầm từ 8 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Và đối với những tài khoản thuộc team của Hùng Lê quản lý thì bây giờ vị thế của STB đã là vị thế nằm trọn trong tài khoản rồi. Và chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Thì đối với STB hiện tại những cái điểm mua thì các anh chị có thể canh quanh điểm mua 11, tức là những anh chị nào mà chưa có vị thế thì chúng ta có thể tham gia ở quanh vị thế 11. Tuy nhiên những cái điểm mua sau thì như vậy là nó đã bị chậm đi rồi, bởi vì là STB như vậy là STB sẽ có một cái nhịp hồi, và cái nhịp hồi phục này thì cũng sẽ có thể liên tục cập nhật những cái tín hiệu tiếp theo. Vùng 11.5 sẽ là cái vùng kháng cự tiếp theo của STB. Khả năng khi chạm về 11.5 thì cổ phiếu này sẽ lình xình một ít ở đây, và sau đó thì sẽ có những phiên bứt thoát, vượt thoát vùng 11.5. Và xu thế hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng là STB sẽ có một cái nhịp hồi phục nó tốt hơn. Tuy nhiên để có biết được nó hồi phục tốt hơn hay không thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật đầu tiên, đó là vùng 11.5. Những cái vị thế, những anh chị mà đã mua STB theo những khuyến nghị của ông Lê thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng 11.5. Về quan điểm hiện tại thì STB, Hùng đánh giá rằng là STB sẽ có một nhịp đánh đâu đó, cái đích đến của nó khoảng quanh vùng 13 thì nó sẽ là hợp lý. Đó, quanh vùng 13. Tuy nhiên để đi được đến vùng 13 thì chúng ta cần có những tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu STB. Đây là một mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. Ông Lê cũng đã có những khuyến nghị đầu tư dành cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Đối với HCM và SSI thì HCM đã có một cái điểm rơi kỹ thuật theo phân tích của ông Lê ở đây là vùng 22.5.
Thì khả năng cao thì trên cái xu thế hiện tại thì khi mà rơi về vùng 2.5 này thì HCM sẽ tích lũy, và hiện tại thì chúng ta thấy một tuần HCM chạm về đây và những cái điểm tích lũy của HCM cũng đang khá là đẹp. Chúng ta chỉ cần cái dòng tiền nó được kích hoạt trở lại đây. Tín hiệu dòng tiền được kích hoạt trở lại đây và cổ phiếu này có những cái dấu hiệu nhen nhóm để bứt thoát vượt lại cái nền 23, thì như vậy là chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham gia để đánh một cái nhịp hồi ở đây. Thì về cơ bản là trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng HCM có thể đánh chạm được về vùng 26. Khi đánh chạm được về vùng 26 rồi thì khi đó thì chúng ta mới có được những cái tín hiệu kỹ thuật phân tích tiếp theo. Về cơ bản là khả năng là đối với HCM là cái nền giá, cái nền ở đây này, cái nền ở đây là khoảng quanh nền 21, canh nền 21 là cái nền hỗ trợ khá là bền của cổ phiếu này rồi. Và giai đoạn hiện tại là một cái giai đoạn mà cầu nó đang bứt, đang hút quay trở lại đối với HCM, thì đây là một cái giai đoạn mà cũng khá là tốt, khá là ok. Khả năng thì sang tuần những cái điểm đánh kỹ thuật ở đây quanh nền 22.5 nó sẽ bứt thoát về nền 23, và như thế thì xu thế một cái hồi tiếp theo của HCM nó sẽ được được rõ hơn. Còn đối với SSI thì hiện tại là SSI cũng chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. SSI chưa chạm được cái về vùng kháng cự mạnh là vùng 23.5 thì đã bị rơi, rơi lại về vùng nền 21 đến nền 21.2. Về cơ bản là cổ phiếu SSI sẽ cần thêm thời gian, chưa thể tăng lại được trong khi mà dòng tiền đang tiếp tục cắm xuống. Đó, tín hiệu dòng tiền đang tiếp tục cắm xuống như thế này thì cổ phiếu khó mà có thể có được cái sự phục hồi, thì đối với SSI là như vậy. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát HPG về ngành thép. Trong một cái xu thế hiện tại đối với Hòa Phát thì chúng ta cũng thấy rằng là Hòa Phát thì về cơ bản là nền tích lũy của Hòa Phát ở đây quanh nền 21.5, chưa có những cái dấu hiệu đột biến. Chúng ta nếu chúng ta view ở trong một cái view tổng thể của Hòa Phát thì về cơ bản là cổ phiếu này đang ở trong một cái kênh downtrend, và khi mà ở trong một xu thế downtrend thì thường là như vậy, tức là cổ phiếu nó cứ lình xình ở những cái nhịp tăng lên được một ít xong rồi nó lại rũ. Tức là những anh chị mà chúng ta tham gia ở đây, những điểm mua ở đây thì nó sẽ bị chậm tê và ngay lập tức là chúng ta bị lỗ. Và với những cái cách vận động của Hòa Phát như thế này thì khi mà chạm về vùng hỗ trợ, ví dụ chạm 21.5 thì chúng ta mua đó, ví dụ như đoạn này chúng ta mua này và chúng ta chờ những cái phiên hồi kỹ thuật để hồi lên thôi đó. Hoặc là ví dụ như là khi mà nó gãy cái điểm ở dưới này, ví dụ gãy 20 chẳng hạn, thì bắt buộc chúng ta phải bán ra đó. Thì đối với những cái cách mà đánh ở trong cái giai đoạn hiện tại đối với những cái mã cổ phiếu mà nó cứ lình xình đi ngang như vậy thì nó sẽ khá là khó. Đối với FPT thì trong cái kịch bản của tuần trước thì Hùng sẽ bật lại biểu đồ đến tuần, thì Hùng cũng đã có dành những cái khuyến nghị cho tất cả những anh chị em, đó là FPT đã có những cái dấu hiệu bị suy yếu về dòng tiền. Trên biểu đồ đến tuần thì FPT đã có những cái dấu hiệu suy yếu về dòng tiền, và khi chạm về vùng kháng cự vùng 60 đó, về vùng 60 thì cái này đã phải là điểm cao nhất của mọi thời đại chưa. À đúng rồi, 60, gần như 60 là cái điểm cao nhất của mọi thời đại của FPT. Thì FPT đã có một tuần rơi khá là mạnh, và một điều khá là ok trong tuần hiện tại thì FPT đã có những phiên đánh chạm về vùng, đây là vùng 55, và sau đó thì đang có những phiên hút lên, và hiện tại thì FPT đang đi ngang ở quanh vùng 56 đến vùng 57. Một điều tích cực nhất đối với FPT là hiện tại là gần như gọi là cơm không thèm ăn nữa rồi, thì như thế là tốt. Chứ còn nếu trong tuần vừa rồi mà FPT mà cái thanh khoản của FPT nó mà gia tăng đột biến thì như vậy là cái cơ hội mà FPT đi tiếp nó gần như nó là không còn. Về xu thế hiện tại của FPT thì Hùng cũng đã có những đề cập ở trên Zoom, đó là ở vùng giá 56 thì chúng ta có thể tham gia mở lại cái vị thế, bởi vì một số các anh chị là cũng đã chốt rồi, và một số các anh chị thì hiện tại bây giờ đang quan tâm là chúng ta sẽ mở mua lại FPT ở vùng giá bao nhiêu để chúng ta có được những cái vị thế tốt nhất. Thì Hùng đánh giá là quanh vùng 56, thậm chí có thể là quanh vùng 55 ở đây. Quanh vùng 55 ở đây thì chúng ta cũng có thể quanh những cái vùng này chúng ta có thể mở mua, bởi vì cái xu thế hiện tại là dòng tiền thì đang bị suy yếu. Anh chị có thể nhìn thấy đây, dòng tiền của FPT đang bị suy yếu, và chúng ta sẽ cần chờ những cái điểm nhấn kỹ thuật
những cái điểm nhấn kỹ thuật với lực cầu quay trở lại và giá của FPT để tiếp tục tăng trở lại ở khoảng vùng giá 57. Thì như vậy là chúng ta sẽ mở điểm mua hết khi mà lực cầu của FPT quay lại ở vùng giá 57 và cái đích đến tiếp theo của FPT kỳ vọng ở vùng giá 60 và mạnh hơn thì chúng ta sẽ chưa nói trước được, nhưng mà ở đâu đó khoảng vùng 65 chúng ta sẽ tiếp tục phân tích sau. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu G. G ở trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy rằng G đánh cũng khá là rích rắc, thậm chí là trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta cũng thấy G đánh khá là rích rắc. Về cơ bản thì G đang chạm về cái vùng kháng cự mạnh của G ở đây là vùng 40, và chúng ta hoàn toàn có thể dễ hiểu là khi G chạm về vùng kháng cự mạnh như vậy thì G sẽ có những cái điểm chốt lời, đương nhiên sẽ có những cái điểm chốt lời. Và trong cái kịch bản mà chúng ta kỳ vọng, tức là G chỉ test chỉnh về đâu đó khoảng vùng bao nhiêu, vùng 38.5, tuy nhiên G đã rơi lại về cái nền ở đây. Đó là cái nền bao nhiêu, nền 37 đến nền 38. Và hiện tại thì cây nến kết tuần thì không thực sự là tích cực. Nó cơ bản là nó cũng gần giống một cây doji, và xu thế hiện tại của G thì cũng sẽ bỏ bớt những cái này đi, bởi vì những cái này là những cái mà phân tích ở trước đây. Thì về cơ bản là G, chúng ta sẽ xem những cái phản ứng của G ở quanh vùng giá 37.5. Theo Hùng thì khả năng là G sẽ đâu đó sẽ tích lũy lại ở vùng 37.5 này thôi, tức là tích lũy lại trong kênh. Để có những phiên vượt thoát cái kịch bản của G ở trong giai đoạn hiện tại, Hùng đang kỳ vọng đánh vượt vùng 40 và đâu đó chạm về khoảng vùng 44, tức là vùng đâu đó hình như cái vùng thoái vốn ở đâu đó ở vùng 44 đó, thì đang kỳ vọng như vậy. Còn sang tuần tới thì G sẽ chưa phục hồi được ngay, bởi vì là dòng tiền thì đang bị suy yếu rồi, và chúng ta sẽ cần những cái tín hiệu kỹ thuật để xác nhận ở quanh cái nền 37.5 có những cái tín hiệu tích lũy tại đây. Novaland có gì vui không nhỉ? Novaland thì về cơ bản không có gì vui, đó cứ đâu đó là chạm cái vùng hỗ trợ, thì vùng hỗ trợ ngắn đây, vùng 61 thì mua tí, xong đấy T+3 về thì bán, ngắn gọn như vậy thôi. VCG thì tạo lập của cổ phiếu này thì cũng không hiểu là đánh như thế này để làm gì, đúng không ạ? Một cái nền đi ngang của cổ phiếu VCG quanh vùng 26 thì đi ràng rãng rồi, đi mãi không đi được rồi. Có một phiên đánh mạnh lên và phiên sau đó thì đánh cục xuống, thì những anh chị nào mà đu theo thì cũng khá là đau. Cái cách đánh của cổ phiếu này nó như vậy, tức là cái nếu mà mua thì cứ mua 26 đi, cái chạm 26 thì mua đi, và sau đó thì chúng ta chốt. Chứ còn lại hiện tại thì cái không hiểu là tạo lập đang cố đánh, tức là các anh chị có thể nhìn thấy là gần như là cổ phiếu này không bị gãy, đúng không ạ? Cổ phiếu này không bị gãy nền và cứ đi ngang ở nền 26 đó, nền 26 đây, thì về cơ bản là khả năng vẫn sẽ tiếp tục đi ngang thôi, chứ còn không biết là tạo lập định làm cái gì ở đoạn này. Khả năng là sẽ đánh lên. Theo Hùng nhận định thì về cơ bản là đang thấy có những cái mầm mống là từ cái nền 26 này thì là sẽ đánh một nhịp đi lên. Còn khi nào đánh thì khi đó Hùng sẽ phân tích, còn hiện tại thì chúng ta chưa thể phân tích được, và đánh một nhịp đâu đó đi lên 35 hợp lý. Đó, sẽ đánh đâu đó một cái nhịp 35, tức là một cái nhịp tổng thể ở trước này là sẽ đi đến 35. Tuy nhiên trước khi mà đi đến 35 thì cổ phiếu này nó cũng khá là ảnh hưởng ở quanh cái vùng 26, và từ vùng 26 đánh vùng 35 hợp lý, kịch bản cũng lên như vậy. Nhựa Bình Minh thì đối với BMP, Hùng đã có những cái phân tích dành cho các anh chị, đó là chúng ta sẽ phải đánh ở một cái sóng dài. Vì sao lại đánh ở một sóng dài? Bởi vì Hùng đang nhìn thấy là những cái tín hiệu kỹ thuật gần đây của Bình Minh thì chúng ta đang thấy rằng là Bình Minh đang cố gắng bứt cái kênh xu thế ở quanh vùng giá 55, và target mà Hùng lên phân tích ở trong một target ngắn đó là Bình Minh sẽ chạm về vùng giá 55. Thì về cơ bản là trong tuần thì Bình Minh đã chạm vùng 55, đúng không ạ?
Cao nhất hình như ở đây là trên 55 rồi, trên 55 bao nhiêu đó thì các anh chị có thể xem lại dữ liệu lịch sử. Và sau khi đánh chạm vùng 55 thì cổ phiếu lại có xu thế như thế nào? Cổ phiếu lại có xu thế giảm lại, tức là sẽ trả lại. Và đối với Bình Minh thì những cái điểm mua quanh vùng 49.5 này, những cái điểm mua ở dưới này thì các anh chị có thể xem lại những cái cách mà Hùng Lê phân tích, và Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị rồi. Bình Minh là chúng ta phải đánh một chen dài, chúng ta không thể đánh lướt sóng đối với mã cổ phiếu này được. Và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy những cái điểm rất là tích cực và những cái điểm khá là tốt của Bình Minh. Và chỉ cần khi Bình Minh đánh vượt thoát được vùng giá 55 thôi thì khi đó Bình Minh nó sẽ có một cái nhịp đánh khá là phiêu, chắc chắn là sẽ là phiêu. Và những cái anh chị mà đã mua theo những cái khuyến nghị của Hùng Lê ở đây là quanh vùng 49.5 đối mã cổ phiếu Bình Minh, và sau đó thì có thể là ở vùng 51.5 các anh chị gia tăng tỷ trọng ở những điểm này và chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Và hiện tại thì kịch bản của Hùng Lê đang phân tích ở đây đó là Bình Minh sẽ sang tuần sẽ có những phiên test lại vùng giá 53.5. Tại vùng giá 53.5 này xong thì Bình Minh sẽ như thế nào? Bình Minh sẽ tiếp tục một hành trình đi lên. Và đối với Bình Minh, quan điểm hiện tại của Hùng Lê là Bình Minh là đánh theo sóng dài, các anh chị lưu ý. Và đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Thêm một mã cổ phiếu liên quan đến ngành nhựa nữa, đó là nhựa Tiền Phong. BMP, đó các anh chị có thể nhìn thấy là những cái nhấn mạnh của Hùng Lê đó liên tục cập nhật 5 ngày, 16 ngày, 2 ngày đó, ví dụ như vậy. Và tiếp theo là NTP thì Hùng đã nhựa thì không? NTP thì hình như là cách đây khoảng 19 ngày, tức là cũng khoảng 2 tuần trước. Thì Hùng có đánh giá về cổ phiếu ngành nhựa này, những cái vị thế, những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở đây. Sau đó thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là những cái vị thế mở mua mới ở quanh mốc 36 cộng trừ. Cổ phiếu này sẽ cần đánh một chen dài và chúng ta không sử dụng để lướt sóng. Thì tại vì sao lại Hùng Lê lại phân tích mã cổ phiếu nhựa Thiếu Niên Tiền Phong? Đây, khi Hùng Lê nhìn thấy rằng có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt của cổ phiếu này ở vùng 31 đến vùng 35. Và chỉ cần khi cổ phiếu có những dấu hiệu vượt thoát vùng giá 35, tức là khoảng vùng 36, ở đây là khoảng vùng 36 chấm, vùng 36.3, thì ngay lập tức là Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị. Và ở những cái điểm mua quanh vùng giá 36 đến 36.3 thì Hùng Lê đánh giá rằng đó là những cái điểm mua tốt nhất, tối ưu nhất mà chúng ta mở những cái điểm mua như vậy để đánh một cái sóng dài đối với nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng một cái kịch bản Hùng Lê view rất là dài, đó là nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã có một cái nhịp giảm khá là mạnh từ đâu đó khoảng vùng giá bao nhiêu, đúng không ạ, vùng giá 80 mà rơi về đây, như vậy là cũng một nhịp rơi khoảng trên 50% rồi. Và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà cổ phiếu này có xu thế bẻ pha xu thế. Và đối với nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thì khi cổ phiếu này vượt thoát vùng giá 40 sẽ là những cái điểm mua cuối cùng sau cái điểm mua vị thế ở quanh vùng 36 đó. Thì cái cách mà chúng ta mua các cái mã cổ phiếu là như vậy, chúng ta không cần gì phải vội vàng cả, chúng ta cứ điềm đạm. Cổ phiếu nó sẽ chưa chạy ngay được đâu, đúng không? Nó sẽ lình trình, nó sẽ giảm rồi nó đi lên, nó giảm nó đi lên, và cứ như vậy. Thì đối với hiện tại đó là vùng giá 40, Hùng đánh giá vùng giá 40 sẽ là vùng giá chốt chặn cuối cùng ở trên biểu đồ nến tuần, và chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ nến tuần, chỉ cần có một tuần nến tuần đóng vượt vùng 40 thì đấy là điểm mua cuối cùng đối với nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu MWG. Đối với MWG thì sao ạ? Đã chạm vùng target phân tích 130 rồi, và hiện tại thì MWG đang có những cái điểm lình xình đi ngang quanh nền hỗ trợ, đó là nền 120. Nền 120 thì về cơ bản ở MWG hiện tại thì cũng rất là may trong tuần vừa qua. Đấy là một cái tuần mà MWG có gần như là thanh khoản bị cạn kiệt và dòng tiền cũng đang bị gần như suy yếu về mo. Dòng tiền cũng đang bị suy yếu như vậy thì nó khá là tốt, khá là ok, và chúng ta sẽ có thể là cái điểm chốt chặn này là điểm 120, các anh chị lưu tâm giúp Hùng lên, đó là vùng 120 sẽ là cái vùng mà sẽ giúp cho cổ phiếu này tích lũy và sẽ phát đi những cái tín hiệu tiếp theo.
Nếu như gãy một nền 120 thì thôi xong. Chúng ta không cần phải bàn cãi về mã cổ phiếu này nữa và chúng ta cần phải bán ra. Còn nếu mà vùng 120 nó không bị gãy, nó có những cái điểm test tích lũy tích cực tại đây, thì như vậy là có một cái target nào cao hơn của MWG trong giai đoạn hiện tại không? Thì Hùng Lê hoàn toàn có thể kỳ vọng là có, ở trong giai đoạn hiện tại là có. Và cái vùng mà nó cao cao hơn một tí ở đây là quanh vùng 145 đến vùng 150, nhưng mà khả năng trước mắt thì ở vùng 140 nó sẽ là hợp lý hơn. 140 cái đã. Đó, 140 tức là kịch bản là cổ phiếu này đánh hút lại về vùng 120 và sau đó thì dòng tiền tiếp tục được quay trở lại và chúng ta sẽ đánh lại về vùng đánh lại về vùng giá 140 và vùng nền 120 sẽ là một cái điểm tỉ bật mà các anh chị có thể nốt lại để quan sát tại cái vùng đó. VGC thì thực sự là hiện tại cũng chưa có những cái dấu ấn gì cả. Nói chung là những cái phiên đánh lên đánh xuống như thế nó không ok lắm. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu TV2 và PNG trong cái nhịp phân tích cuối cùng này. PNG và TV2. PNG. Đối với PNG thì hiện tại là cơ bản là nền giá 80 ở đây thì vẫn đang lình xình đi ngang ở đây thôi. Đây là một cái nền hỗ trợ thôi. Dòng tiền thì hiện tại cũng chưa thực sự là mạnh và khả năng cao thì cổ phiếu này vẫn đang đi ngang ở quanh cái nền này trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Chưa có những cái dấu hiệu mà hồi phục. Đối với TV2 thì Hùng Lê cũng lưu ý với các anh chị là chúng ta có cái cách đánh của cổ phiếu này, đó là cái thanh khoản của nó khá là thấp. Chính vì vậy nên là chúng ta tham gia thì chúng ta cũng có những cái sự thận trọng nhất định, và trong một cái nhịp phân tích ngắn ở gần đây thì Hùng có đánh giá rằng TV2 có một cái nền ở đây gọi là nền 87 và từ nền 87 này thì khả năng cổ phiếu nó sẽ chạm lại về vùng 100, tức là đánh chạm kênh, chạm kênh trên. Thì hiện tại xu thế hiện tại của TV2 thì khá là tốt. Nếu mà nhìn trên biểu đồ đến tuần thì rất là đẹp, sau khi mà có một nền tích lũy đi ngang và cổ phiếu này tiếp tục hành trình đi lên thì cái đích đến tiếp theo của TV2 là vùng giá 100. Những cái điểm mua thì gần như nó không còn nữa, bởi vì là mã cổ phiếu TV2 này thì chúng ta tham gia ở những cái vị thế nó thấp vừa vừa thôi. Chứ còn khi mà đã chạy lên đến đây, tức là nó đã chạy được đâu đó từ vùng 87 đến vùng 94 đâu đó cũng được, đã được 7.000 rồi, thì nó cũng đã bị chậm chân hơn rất là nhiều rồi. Cổ phiếu HD Bank, chúng ta cùng xem HD Bank một tí xem nào. HD Bank trong giai đoạn hiện tại đang đánh khá là tốt, khá là hay. Đó, trong đối với HD Bank thì trong tuần trước thì Hùng cũng có đề cập đến cho các anh chị là hình như là đâu đó, không biết là có phân tích hay không, thì khả năng là sẽ có những điểm test chỉnh lại quanh nền 27. Tức là hình như trong cái kịch bản cũng lên phân tích là như thế này, test chỉnh lại vùng 27 và từ vùng 27 này thì tích lũy trở lại và tiếp tục đánh lên tiếp và có thể đánh chạm vùng. Trong kịch bản của HD Bank thì có thể HD Bank sẽ đánh chạm vùng 30, hợp lý ở vùng 30. Đó, HD Bank có thể đánh chạm vùng 30. HD Bank là một mã cổ phiếu về ngành ngân hàng khá là tốt, khá là ok. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ tất cả danh mục các cái mã đầu ngành. Các cái mã đầu ngành cũng như các cái mã trụ, của thị trường. Thì về cơ bản Hùng Lê đánh giá rằng là cái phiên kết tuần là cái phiên mà VN Index của chúng ta lấy lại ở vùng 990 điểm là một phiên rất là tích cực. Nó tích cực ở nhiều góc độ và đặc biệt là cái sự hồi phục của cổ phiếu Vinamilk, sự hồi phục của cổ phiếu GAT, cổ phiếu PLX và một cái xu thế đánh lên lít dòng tiếp theo của cổ phiếu Vietcombank. Đó là những yếu tố tích cực nhất để giúp ổn định tâm lý thị trường ở trong tuần tới. Và trong tuần tới thì VN Index của chúng ta sẽ có những cái phản ứng như thế nào? Thì đây là biểu đồ VN Index của chúng ta. Đó, thì về cơ bản là phiên kết tuần, hôm nay cũng có đánh giá rồi, trong tuần vừa qua cái điều tích cực nhất đó là thị trường của chúng ta luôn duy trì được ổn định ở mốc
khối lượng khớp lệnh ở khoảng quanh vùng 140 triệu cổ phiếu, và VN Index của chúng ta thì không bị gãy những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ như điểm 985 và điểm 990 thì đã lấy lại được ở mốc cuối tuần. Về cơ bản, sự phục hồi của một số các nhóm ngành trụ, một số các nhóm ngành của cổ phiếu về nhóm ngành ví dụ dầu khí, ngân hàng và chứng khoán sau khi đã chỉnh xong thì cũng có thể sang tuần tới sẽ quay trở lại hỗ trợ thị trường, và đặc biệt là nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí là một cái nhóm ngành mà cái mức độ lan tỏa của nhóm ngành dầu khí nó cũng rất là mạnh. Khi cổ phiếu dầu khí mà đã xanh thì gần như là nó xanh cả dòng, và nó sẽ ủng hộ một cái, nó sẽ tạo một cái hiệu ứng lan tỏa khá là tốt trên thị trường. Cùng với đó là nhóm ngành xây dựng, thì nhóm ngành xây dựng là trong tuần trước đã có một cái tuần tăng rất là mạnh, và sau đó thì trong tuần này thì chúng ta đã có được những cái điểm mà cổ phiếu test chỉnh. Các anh chị lưu ý những cái điểm mà cổ phiếu test chỉnh khá là ok, thì sang tuần tới nhóm ngành xây dựng cũng sẽ là một trong những cái nhóm ngành tiêu điểm của thị trường. Đó, nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành xây dựng, chứng khoán, ngân hàng cùng với các trụ. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là tuần tới sẽ là một cái tuần mà VN Index của chúng ta sẽ tích cực hơn rất là nhiều sẽ tích cực hơn rất là nhiều so với tuần này. Và cái vùng 900 về cơ bản là trên cái biểu đồ nến xu thế thì Hùng Lê đang cần VN Index của chúng ta phiên thứ hai và phiên thứ ba. VN Index của chúng ta lấy lại cái mốc ở đây là mốc bao nhiêu đấy, 995 điểm. Hùng Lê đang rất cần ở mốc 995 điểm, và khi mốc 995 điểm này được lấy lại ở một cái vị thế mà Hùng Lê sẽ có những cái đánh giá ở trong phiên. Tức là khi mà kết phiên thị trường thì Hùng Lê thường có những cái đánh giá để giúp cho anh chị em của chúng ta có được những cái vị thế nó tốt hơn. Đó, những cái vị thế và tốt hơn. Thì về cơ bản là thị trường trong tuần tới nó sẽ tích cực hơn, nó sẽ tốt hơn, sẽ ok hơn. Còn đối với team của Hùng Lê thì trong phiên ngày thứ 2 và ngày thứ 3, ngày thứ 4 thì Hùng Lê đã khuyến nghị là cả nhà chúng ta nên quan sát các cái động thái của thị trường. Tuy nhiên sau khi mà kết phiên ngày thứ 4 thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá, à không, xin lỗi cả nhà, bởi vì cái này là những cái tin từ rất là dài rồi, sẽ phải vào lại bởi vì đấy là những cái tin mà Hùng Lê search. Tức là đến ngày thứ tư thì Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả những anh chị em ở trên team của Hùng Lê là chúng ta đã có thể bắt đầu mở lại các cái vị thế mua mới, bởi vì khi đó thì Hùng đã nhìn thấy là kết phiên ngày thứ tư thì trên biểu đồ nến xu thế đã có được những cái tín hiệu nó tích cực hơn. Tức là cái quan điểm của Hùng Lê là Hùng Lê sẽ khuyến nghị khi mà chúng ta nhìn thấy được những cái điểm nhấn của thị trường. Đó, ví dụ như vậy, tức là sau khi kết thúc phiên ngày thứ tư thì cái mốc 990 điểm không giữ được. Tuy nhiên là về thị trường chung, đúng không ạ? Về thị trường chung thì chúng ta sẽ cùng đánh giá là mọi thứ nó sẽ ok hơn và sẽ cập nhật, và chúng ta sẽ bắt đầu chủ động để mở các cái điểm mua. Đó, và về danh mục các cái mã cổ phiếu thì chủ yếu vẫn là trong giai đoạn hiện tại thì vẫn là nhóm ngành ngân hàng, đúng không ạ? Nhóm ngành ngân hàng vẫn là chủ đạo. Xây dựng, khu công nghiệp, dệt may và các cổ phiếu của tuần VGI. Thì về cơ bản là đây Hùng đánh giá đây này, cơ bản là phiên hôm nay thì VN Index đã có những cái dấu hiệu đảo pha, và các vị thế mua mới có thể bắt đầu từ phiên ngày mai, tức là bắt đầu từ phiên ngày thứ năm, và mốc 990 thì đánh qua, thì khi mà cái mốc 990 được lấy lại thì chúng ta có thể tự tin hơn để giải ngân mạnh hơn. Thì đấy là những cái trao đổi của Hùng Lê. Tất nhiên những cái quan điểm đó, Hùng Lê nhắc lại là những cái quan điểm đó thì nó mang đậm cái dấu ấn của Hùng Lê, và các anh chị cũng có thể lấy đó làm những cái góc nhìn tham khảo. Còn phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh, tất cả các mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích hàng tuần, xem thử là trong tuần vừa rồi thì các cái mã cổ phiếu đó vận động như thế nào.
nó có đúng xu thế không hay là nó bị sai xu thế. Và tất cả những anh chị em nào mà chúng ta không có, tức là cần hỏi những cái mã cổ phiếu ngoài những cái danh mục mùng lên phân tích thì chúng ta có thể comment dưới các bản tin hàng tuần. Nam Long thì cũng có đề cập ở đây từ nền giá 27.5 đến nền 28, và cơ bản hiện tại thì cổ phiếu này sẽ hồi chạm về vùng giá 29.5. Khi chạm về vùng 29.5 thì đương nhiên cổ phiếu nó sẽ lình trình thôi, nó sẽ có những cái phiên test chỉnh trở lại. Và trong cái quan điểm hiện tại vùng Lê thì cũng đánh giá rằng Nam Long đang đánh theo kênh và có thể mục tiêu là sẽ đánh chạm lại khoảng vùng 31.5 ở trong nhịp đánh này. Thì cái xu thế hiện tại của Nam Long thì cũng đang đánh giá khá là tích cực, khá là tích cực. Những điểm mua thì nó đã đi qua đi, các anh chị có thể xem lại những bản tin trước. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu HDG. Đối với HDG thì sau khi mà cổ phiếu này đã có những cái nhịp test chỉnh tích lũy ở đây quanh nền giá 34 và sau đó thì đánh chạm lại cái vùng ở đây là vùng điểm ngắn gần ở đây là khoảng vùng 37.5, thì về cơ bản là phiên kết tuần thì nó hơi xấu đối với HDG. Thì các anh chị những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta có thể quan sát tiếp cái nền hỗ trợ ở đây, tức là nền 36, và sau đó thì cái mục tiêu của cổ phiếu này có thể đánh chạm vùng 37 đến vùng 37.5, cơ bản là như vậy. HDC. Đối với HDC thì trong cái bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến ở đây, đó là cổ phiếu này sẽ có một cái nền khoảng nền 24, khoảng nền 24, quanh nền 23 đến nền 24 thì cổ phiếu này sẽ test ở trong vùng này nếu như cổ phiếu còn có một cái cơ hội để xu thế để đi tiếp. Tuy nhiên phiên kết tuần thì gần như cổ phiếu này nó bị gãy trend kỹ thuật, và khi bị gãy như thế này thì cổ phiếu nó lại có cái xu thế tích lũy lại ở những cái vùng thấp hơn ở dưới này. Thì về cơ bản là HDC phiên kết tuần như thế này là xấu, khi một số các tín hiệu kỹ thuật khác về dòng tiền đang có những cái tín hiệu bị suy giảm nhất định. Đạt Phương DPG. Đối với Đạt Phương thì trong một cái kịch bản mùng Lê có đề cập đến ở đây là khả năng Đạt Phương sẽ đánh chạm lại về vùng 52.5. Tuy nhiên trong tuần vừa rồi thì Đạt Phương đã không thể vượt thoát được cái vùng gọi là cái vùng mà đỉnh ngắn hạn ở đây đã tạo ra đây, và Đạt Phương lại có những phiên quay lại test chỉnh lại về nền với lượng vốn khá là cạn. Thì về cơ bản khi cổ phiếu đánh lại về nền thì sẽ phải cần thời gian thôi, và cái thời gian để cổ phiếu này lại tích lũy lại ở quanh nền 43 trước khi phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Hiện tại thì xu thế của Đạt Phương thì chúng ta cũng chưa thể nhận định được là cái xu thế tăng giá hay không, nhưng về cơ bản là Đạt Phương sẽ tiếp tục đi ngang, sẽ tiếp đi ngang ở trong tuần này. Cổ phiếu VCS thì VCS là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại trong tuần vừa rồi thì các anh chị, rất nhiều những anh chị có quan tâm đến cái điểm mua hiện tại của VCS. Thì hiện tại chúng ta sẽ quan tâm VCS ở quanh vùng giá 92. Quanh vùng giá 92 ở đây sau khi mà đánh chạm vùng 110 thì chúng ta sẽ quan tâm lại vùng giá 92. Hiện tại đang có những phiên đánh lình trình ở quanh đây, với việc là dòng tiền đang có những cái dấu hiệu, những cái nền tích lũy tại đây, thì khả năng là chúng ta sẽ xem xét ở quanh nền giá 92. Những anh chị nào mà muốn mở mua VCS thì chúng ta quanh canh nền 92, và đầu tiên thì sẽ cái mục tiêu tiếp theo có thể là đánh chạm vùng 120. Tuy nhiên là cái vùng 110 này cổ phiếu cần phải break vượt qua đã, thì đánh vùng 92 về vùng 110 trước đó. KBC và DIG. Đối với KBC thì Hùng có đề cập đến với các anh chị là chúng ta nên xem biểu đồ nến tuần, bởi vì KBC nó đánh cũng khá là rích rắc mà nó cũng rất là khó chịu. Nền hỗ trợ ở đây là nền 14.5 thì về cơ bản là 2 tuần vẫn không có gì thay đổi. Dòng tiền thì hiện tại đang hơi yếu, và chính vì vậy nên là cái động lực tăng giá của KBC thì có thể sẽ bị hạn chế ở trong thời gian này, và khả năng thì vẫn lình trình đi ngang ở quanh vùng 14.5 đến vùng 15. DIG. Đối với DIG trong một kịch bản Hùng phân tích ở đây, đó là chạm lại vùng kháng cự vùng 15. Từ vùng 15 này thì đâu đó cổ phiếu chỉnh lại về vùng 14 đến vùng 14.2 gì đó.
Tích lũy lại ở nền này, và chúng ta cùng xem ở nền này mà cổ phiếu tích lũy lại được thì cái cơ hội đánh tiếp theo có thể đánh chạm về vùng 15.5 đến vùng 16 là còn. Tuy nhiên để biết được là cái xu thế thì chúng ta cần phải có ở mốc ở đây là khoảng vùng 14.2. Chúng ta quan sát vùng 14.2 xem là cổ phiếu có giữ được không, có giữ được không. Xu thế hiện tại của DG thì chúng đang nhìn thấy rằng là về cơ bản là vẫn là xu thế giảm giá. Về cơ bản là xu thế giảm giá bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của DG đang hơi xấu, LDG và DG. Về cơ bản LDG thì LDG về cơ bản là trong tuần này cũng khá là tốt, khá là ok. Mục tiêu của LDG đánh chạm vùng 12 thì cũng đã sắp chạm rồi. Và khi chạm về vùng 12 thì cổ phiếu này khả năng là sẽ có những cái nhịp chỉnh lại một tí ở đâu đó quanh vùng 11. Đó, chỉnh lại về quanh vùng 11. Khi chạm về vùng 11 thì cổ phiếu này sẽ tích lũy lại ở đây, và tích lũy có thành công hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Còn về trên xu thế chủ đạo thì hiện tại Hùng đang nhìn thấy cổ phiếu LDG đang rất là khỏe. Khỏe ở chỗ là sau khi mà LDG đánh về vùng 11.5 thì cổ phiếu này vẫn một tuần vừa qua thì cổ phiếu này vẫn giữ được nhịp và gần như là không bị mất nhịp ở trong cái nhịp đánh này. Và chính vì cái việc mà cổ phiếu nó không bị mất ở trong nhịp đánh này nên là cái xu thế mà cổ phiếu đánh liên tiếp nó sẽ vẫn còn. Và khi mà cái vùng 12 này tích lũy thành công thì cái cơ hội đi tiếp của LDG có thể đánh chạm về vùng 13. Target tiếp theo sẽ là vùng 13. Tuy nhiên chúng ta sẽ đang xem xét ở một cái góc độ ngắn hạn hơn, đó là chạm vùng 12 chỉnh lại vùng 11. Sau đó thì từ vùng 11 tích lũy và từ vùng 11 này sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để đánh lên vùng 13. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích và cập nhật. DXG thì hiện tại là Hùng thấy nó đang xấu. Bởi vì sao? Bởi vì là gần như các cái tín hiệu kỹ thuật thì đang cho thấy rằng là cổ phiếu này đang cơ bản là xu thế giảm giá. Ở trong cái bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có đề cập rồi. Bởi vì Hùng nhìn thấy rằng là cái dòng tiền nó đang bị cắm xuống, và điều hơn nữa là đất xanh đã có một cái nhịp tăng rất là mạnh rồi. Một cái nhịp tăng đâu đó các anh chị có thể tính từ vùng 12 và lên chạm vùng 18 đi, là như vậy là tăng 6.000, như vậy là 50%, ví dụ như vậy. Thì cái lực chốt lời khi mà cổ phiếu chạm về cái vùng này nó sẽ rất là mạnh. Và Hùng đã đưa ra cho các anh chị ở hai cái ngưỡng mà chúng ta quan sát ở đây, đó là vùng 16.5 có bị thủng không, và vùng 15, thì đấy là hai cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng của cổ phiếu này. Nếu cả hai ngưỡng này đều bị thất bại thì như thế là cổ phiếu nó sẽ có cái xu thế mà tích lũy ở những cái vùng nền thấp hơn. Đối với đất xanh hiện tại chúng ta không nên tham gia. LDG phân tích rồi mà. LGL cứ LL là toàn nói lộn. Đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta nên quan sát ở trên biểu đồ nến tuần. Quan sát ở trên biểu đồ nến tuần thì nó sẽ hợp lý hơn. Về cơ bản là mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ không thể đánh vội đánh vàng được, mà chúng ta nên kiên nhẫn với nó. Kiên nhẫn thì sẽ đánh cổ phiếu này nó sẽ rất là dễ. Khả năng là cổ phiếu này sẽ đánh theo kênh. Thì khi chạm về vùng 11 thì khả năng là sẽ chỉnh đâu đó khoảng về vùng hỗ trợ, đây là vùng 8. Đó, chỉnh về vùng 8 thì về vùng 8 này chúng ta mua thì hợp lý này. Đó, và chúng ta sẽ nốt lại để chúng ta theo dõi thôi. Còn các cái điểm mua hiện tại thì chúng ta tạm thời là chúng ta chưa nên, bởi vì là Hùng thấy tín hiệu kỹ thuật hiện tại của cổ phiếu này thì nó lại đang bị suy yếu trên biểu đồ nến tuần. L14. Trong tuần thì L14 lại có một cái nến tuần nó không thực sự là đẹp. Đối với L14 thì cũng đã có khuyến nghị chúng ta bắt ở những vùng giá thấp, và hiện tại thì cầu đang bị mất và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 59.5. Cái vùng hỗ trợ này khả năng là cổ phiếu sẽ tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh cái vùng này trước khi mà lực cầu quay trở lại để xác nhận cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu. HBC, C2 và VRE.
HBC thì HBC thì về cơ bản là vẫn đang trong một cái quá trình mà cổ phiếu này bẻ bẻ pha xu thế, bẻ pha xu thế. Cái nền ở đây là nền 13, khoảng nền 13.2 đến nền 14. Đấy chính là cái nền mà cổ phiếu này sẽ mất thời gian, tức là cái nhịp đánh dẫn thứ nhất này. Xong rồi đây là những cái nhịp rũ toàn bộ, tức là những cái tài khoản nào mà chúng ta bắt ở đây là gần như là chúng ta đang ra hết ở đây. Và có thể tạo lập sẽ gom lại quanh vùng này, quanh vùng 13.5. Khá hợp lý đối với HBC. Đối với HBC khả năng là tạo lập sẽ gom lại, bắt đầu gom lại từ vùng 13.5 và cái vùng kháng cự ở đây là vùng 15, thì chúng ta sẽ quan sát những cái ngưỡng này để chúng ta có thể chủ động hơn trong giao dịch. Thì đối với khi mà cổ phiếu chạm vùng 13.5 thì chúng ta có thể tham gia bắt tại đây HBC. C2 C2 thì về cơ bản là trong cái nhịp đánh vừa rồi thì nó đánh hơi dốc và cũng đang có một cái xu thế là cổ phiếu này sẽ có đâu đó hạ về khoảng hạ độ cao. Ông đi gì mà ông đi nhanh thế, thì ông hạ độ cao bớt đi khoảng vùng 23, khoảng vùng 23 này tích lũy lại và sau đó thì đánh lên thì nó sẽ hợp lý hơn. VRE thì Hùng cũng đã nói rồi, đối với VRE thì chúng ta tham gia ở trong nhịp này thì chúng ta tham gia nhịp đánh T cộng. Những cái nhịp hồi của VRE trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá không bền và không dài. Bit MBB thì đã phân tích rồi. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu Techcombank TCB. Đối với TCB thì trong một cái kịch bản gần đây thì Hùng cũng đang có đánh giá rằng là Techcombank sẽ chỉnh trang đâu đó lại khoảng vùng giá 22.5 và sau đó đi tiếp về vùng 25. Về cơ bản là tuần vừa rồi là một tuần giao dịch rất là tích cực của Techcombank, khi mà dòng tiền thì mất hút luôn. Ok, càng mất hút càng tốt và giá thì gần như đi ngang được quanh vùng 23.5. Như vậy là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt, tức là cổ phiếu khá là khỏe. Khá là khỏe, chính vì khỏe nên là mới không chỉnh được về đến vùng 22.5 mà đâu đó chỉ chỉnh về chạm vùng 23 và đang có những cái động thái hút lên. Và về cơ bản thì dòng tiền càng mất hút như thế này càng tốt, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà cổ phiếu này bứt nền 24. Và khi bứt nền 24 thì đấy cũng là những cái tín hiệu kỹ thuật cuối cùng để cho thấy rằng cái xu thế đi lên của Techcombank ở những cái vùng target cao hơn ở vùng 25, vùng 26 tiếp tục được xác lập. VPBank, đối với VPBank thì VPBank là một cái mã cổ phiếu mà cũng rất là khỏe trong giai đoạn hiện tại. Hùng Lê có đề cập đến việc là cổ phiếu này sẽ phải chỉnh đi chứ đừng có chạy tiếp nó sẽ không bền. Chỉnh rũ khoảng quanh về vùng 21 và từ vùng 21 này thì chúng ta sẽ có những cái nền tích lũy tại đây. Nền tích lũy tại đây và sau đó thì cổ phiếu này sẽ vượt thoát đi lên, thì như thế là nó sẽ khá là hợp lý hơn. Ở trên xu thế hiện tại thì chúng ta cũng đang thấy rằng là dòng tiền thì đang bị suy yếu và một số các tín hiệu kỹ thuật khác, thì trong ngắn hạn thì có thể VPBank sẽ chỉnh để tích lũy, và sau chỉnh tích lũy xong thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Đối với VIB thì cơ bản là đang ok. Những cái nhịp mà test chỉnh sâu có thể chạm lại về vùng giá 17.5 đến vùng 17.6 ở trong tuần vừa qua là những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt, và hiện tại thì dòng tiền cũng đang bị mất hút luôn, và chúng ta sẽ cùng chờ lại dòng tiền để đánh cổ phiếu VIB chạm vùng 19. Và trong một cái nhịp phân tích dài thì Hùng đang kỳ vọng VIB có thể đánh chạm những cái vùng cao hơn, vùng 20, ở vùng 20 và thậm chí có thể đánh chạm vùng 22. Tuy nhiên là chúng ta cần thời gian chứ chúng ta cũng không thể đánh nhanh đánh vội được. Đối với cổ phiếu VIB thì khả năng là cũng sẽ có một cái nhịp đánh dài. Cổ phiếu STB, đúng không? STB thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, khuyến nghị rồi, cách mua rồi. Ok, STB trong giai đoạn hiện tại cũng đánh giá khá là tốt, khá là ok. HDBank cũng như vậy, HDBank thì cũng đã có những cái kịch bản phân tích hiện tại đây, và chúng ta sẽ quan sát tiếp ở những cái vùng, ở đây là cái vùng 28, nếu vượt vùng 28 thì ngon rồi. Cổ phiếu này sẽ xác lập có những cái target tiếp theo ở vùng 30. Thì đối với cổ phiếu HDBank, dòng ngân hàng hiện tại đang khá là ok. Dầu khí, cổ phiếu BSR đã khuyến nghị các anh chị mua ở quanh vùng 9.3. Và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở điểm mua hết đối với cổ phiếu BSR. Đối với GAT ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua gom 1/3 số chúng ta định mua quanh vùng giá 100. Đó là những cái tín hiệu rất là tốt, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm mua hết, và Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật ở trên Zoom.
POVK thì Hùng đã khuyến nghị trong phiên ngày hôm nay chúng ta canh ở quanh vùng 12.8 cộng trừ, tùy vào những cái vị thế của chúng ta để chúng ta mở mua. Đối với mã cổ phiếu dầu khí thì Hùng đang có đề cập đến ba cái mã cổ phiếu này. Đối với thép thì HPG đã đề cập rồi, chúng ta xem Hoa Sen xem có vấn đề gì không. Hoa Sen thì hiện tại Hoa Sen lại không chỉnh như đều chứ lệnh, Hoa Sen lại chạy luôn à. Hoa Sen thì trong một cái kịch bản Hùng phân tích ở trước đây thì từ cái vùng đâu đó vùng 7.5 đúng không ạ, chỉnh trang lại đến khoảng vùng 6.85, thậm chí là vùng 6.9 đi đó, chỉnh trang lại vùng này và chạy tiếp thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà trong tuần thì chỉ có chỉnh có hai phiên thôi, anh chị có thể nhìn thấy là chỉnh có hai phiên thôi, sau đó thì tạo thành một cây doji ở đây và sau đó thì tiếp tục hành trình vượt kênh. Vượt kênh đi lên như thế này thì đây rồi, lại về đây thôi, về đây là cũng căng phết đấy, 8.3. Mục tiêu tiếp theo về vùng 8.3, như vậy là cũng tăng được đâu đó một ít ít nữa. Hiện tại thì những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HSG khá là ok, khá là tốt, chúng ta lưu ý. Hàng không thì chúng ta đã có phân tích VRC rồi, NTC. NTC thì khả năng là cũng chưa có những cái gì. NCT. Nhạc của tôi thì khả năng là vẫn cứ lình xình thôi. HVN. Đối với HVN thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho cả nhà quanh vùng đâu đó 33.8 đúng không nhỉ? Mở mua quanh vùng 33.5 đến vùng 34, bởi vì vùng 33.5 đến vùng 34, 33.8 maximum ở vùng 34. HVN thì hiện tại là trong những cái kịch bản trước thì Hùng có đề cập đến việc là nếu như cổ phiếu này bị gãy nền 32 thì cổ phiếu sẽ có xu thế tích lũy ở nền 30 ở dưới này. Tuy nhiên nền 32 đã không bị gãy và HVN đã có những phiên hút cầu quay trở lại đây. Thì ngay lập tức là Hùng đã có những khuyến nghị ở trên Zoom để cho tất cả những anh chị em mà quan tâm đến mã cổ phiếu HVN thì chúng ta có thể mở mua ngay vị thế. Sau hai phiên như thế này thì xu thế của HVN có thể là HVN sẽ tích lũy lại, sẽ trả lại vùng 34. Trả lại vùng 34 sau đó thì căn cứ vào cung cầu thì mới có thể đánh chạm được lại vùng 38, tức là cổ phiếu chưa thể đi ngay được đâu. Đó, chúng ta không có gì phải vội vàng cả và cổ phiếu sẽ có những phiên trả lại, test lại để cho chúng ta tham gia những cái điểm mua, thì những cái điểm mua sau thì thường thường là chúng ta sẽ lợi hơn, bởi vì lúc đó thì chúng ta chủ động hơn về xu thế. Họ nhà Viettel thì chúng ta phân tích mã cổ phiếu VGI. VGI thì trong một cái giai đoạn hiện tại thì VGI đang có những cái điểm mà cố bẻ kênh từ nền 31 này, xong đó đến nền 33 này. Đó, thì đang có những cái tín hiệu bẻ kênh ở đây. Tuy nhiên là những cái tín hiệu bẻ kênh này thì cũng chưa thực sự là mạnh và chúng ta cần dòng tiền được duy trì quay trở lại. Còn đối với VGI thì vẫn là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá khá là ok. Các cái điểm mua thì đã khuyến nghị rồi, từ vùng 31 đâu đó vùng 31 rồi xong đó ở nền 33 chúng ta có thể mở điểm mua hết. Đối với mã cổ phiếu VTK thì không có gì phải vội cả. VTK thì đâu đó vùng 31.5 cứ thế mà mua, chứ không cần phải đu theo cái gì cả. Vùng 31.5 thì chúng ta sẽ mở những cái điểm mua vị thế ở quanh đây. Và cái mục tiêu đánh tiếp theo của VTK thì có thể đánh chạm về vùng 37.5, đấy là những cái vùng mà kháng cự mạnh. Còn những cái vùng ở trên này chính là những cái vùng mà những cái kịch bản phân tích trước đây của Hùng Lê thì nó đang còn lại thôi. CTR có gì vui nhỉ? Hình như là có. CTR thì Hùng cũng đã có đề cập một cái kịch bản mà tạo lập có thể trong tuần trước, các anh chị có thể xem lại. Đây, cái cây nến xanh như này, tức là cái cách mà sau một cái nền đi ngang ở nền 48 thì tạo lập có thể có những cái cây nến hút lên
những cái cây nền hút lên như này để hút khỏi cái vùng nền này, thì như thế thì cái xu thế của cổ phiếu nó sẽ ok hơn, và như vậy thì cái kịch bản là cổ phiếu nó sẽ không giảm về vùng 30 đúng không, mà nó sẽ có thể đánh tiệm cận lại đây là vùng 55, đánh tiệm cận lại vùng 55, tức là trong cái nhịp này thì có thể đánh chạm lại vùng 55, bởi vì những yếu tố tạo lập ở đây, đây chính là những cây nến tạo lập. Nhưng cũng có thể là tạo lập không không làm như vậy, mà tạo lập lại làm một cây nến oạch như thế này đó, thì như vậy là chúng ta lại phải thay đổi những cái kịch bản đó, thì tùy cái tình hình mà chúng ta sẽ đi phân tích hàng tuần là như vậy. Họ nhà Kido thì Hùng đang đánh giá KDC. KDC thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị chủ trên Zoom mở mua vùng 20.5, và thậm chí là trong những cái kịch bản mà chúng ta phân tích ở tuần trước đúng không ạ, thì chúng ta cũng cũng có đề cập ở cái nền 23.5, và trong phiên ngày hôm qua thì Hùng cũng đã có khuyến nghị là chúng ta sẽ mua hết KDC ở gia tăng thêm tỷ trọng. Đây là phiên gia tăng thêm tỷ trọng ở trong phiên ATC từ cái vị thế đã mở vùng 20.5. Bởi vì trong phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê đang nhìn thấy có những cái tín hiệu khá là tích cực của KDC, và Hùng đã khuyến nghị là chúng ta sẽ mở mua gia tăng thêm tỷ trọng. Và chúng ta sẽ mở điểm mua hết khi nào? Chúng ta sẽ mở điểm mua hết thì hiện tại là chúng ta sẽ chưa thể mở điểm mua hết được, và chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu nó được xác lập nó rõ ràng hơn, khi mà cổ phiếu KDC có một sóng dài. Có một sóng dài có nghĩa là cổ phiếu này nó phải vượt được cái đỉnh ở đây là đỉnh 24. Vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu ở đỉnh 24, và khi vùng 24 này được được đánh bay mốc vùng 24 với lượng cầu được xác lập trở lại, thì đấy sẽ là những cái điểm mua hết và những cái điểm mua cuối cùng đối với mã cổ phiếu KDC. Còn KDC hiện tại là điểm mua gom và điểm mua vị thế. Ok. Dệt may thì chúng ta sẽ có phân tích mã cổ phiếu TNG, thì về cơ bản là TNG thì vẫn đi ngang thôi, quanh nền 17.5 đến nền 18 vẫn chưa có những cái dấu hiệu thực sự là tích cực. VGG, xem VGG này, VGG thì cũng đã có nhìn thấy là cái cách đánh của cổ phiếu này là chỉnh trang lại quanh vùng 54 và sau đó thì đánh vượt lên vùng 60. Đối với TGG thì thanh khoản thấp thì chúng ta cũng lưu ý, chúng ta cũng không có tham gia nhiều. TCM dệt may thành công. Thì đối với TCM thì tạo lập đánh hơi xấu. Khi mà cổ phiếu này đã có một cái nền ở đây nền 21.3 đến nền 22.5 thì cũng đã có những cái phân tích và có những cái khuyến nghị dành cho cả nhà, đó là quanh vùng 23 cộng trừ có thể mở mua vị thế đối với mã cổ phiếu TCM, bởi vì khi đó thì cũng đang nhìn thấy là khả năng thì cái kịch bản mà cổ phiếu này test tích lũy ở nền thành công. Tuy nhiên là hai phiên kết tuần thì cổ phiếu lại rơi lại về vùng nền tích lũy ở đây, thì như vậy thì chúng ta lại phải cần thêm thời gian sẽ phải cần thêm thời gian để xác nhận thêm cái xu thế của cổ phiếu TCM. Ở dược Hà Tây thì về cơ bản là ok, vẫn tốt đó. Những cái kịch bản test chỉnh về quanh vùng đâu đây ạ, quanh vùng 42.5 thì cổ phiếu chỉ về được đến khoảng vùng 44 thôi. Và sau đó thì cái lực đánh của Dược Hà Tây sẽ tiếp tục đánh cổ phiếu này tiệm cận về vùng giá 50 50. Và những cái điểm mua của Dược Hà Tây thì đâu đó khoảng vùng giá 40.5 từ những cái bản tin từ rất là sớm khi mà Hùng phân tích cái cánh cờ ở đây đối với Dược Hà Tây. Khá là tốt, khá là ok, khả năng sẽ chạm lại vùng 50. Các cái điểm mua mới thì bây giờ gần như không còn nữa. Ở ngành khu công nghiệp thì Hùng sẽ điểm qua nhanh hai mã cổ phiếu mà Hùng lên đề cập ở trên Zoom, đó là mã cổ phiếu D2D. D2D thì cơ bản là sau một cái nền tích lũy ở đây thì cũng đang có những cái dấu hiệu bứt lên, tuy nhiên là dòng tiền hiện tại đang tập trung khá là yếu, và cái ngưỡng kháng cự ngắn thì nó sẽ cùng lắm thì nó sẽ đánh chạm được về vùng 80, còn xu thế hiện tại thì nó đang hơi bị mất, tức là mất mất lực khi mà có những hai phiên đầu tuần thì đánh khá là tốt, nhưng hai phiên cuối tuần thì đánh trả lại. NTC thì giai đoạn hiện tại là dòng tiền đang bị mất hút, và hút mất hút như thế này rất là tốt.
mất hút thế này để nó cần thời gian để nó hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng mà đã đánh ở ở cái phần cung trên. Và cái điều quan trọng nhất là vùng giá 160 này không bị gãy, càng cạn kiệt thanh khoản bao nhiêu và cái vùng 160 này không bị gãy thì nó khá là ok. Các trụ và blue chip thì BVH cũng đã phân tích rồi, MVG, PNG, Mansan và Vinamilk thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê mã cổ phiếu Vinamilk. Công nghệ thì FPT đã có phân tích rồi và các anh chị lưu ý FPT ở vùng giá 56. Một mã cổ phiếu, hai mã cổ phiếu về ngành công nghệ nữa là mã CMG. CMG thì như là cũng chưa có những cái tín hiệu tích cực hơn. Khi chạm vùng 36, mã cổ phiếu này thì thanh khoản nó khá là thấp, vùng 36, và sau đó thì đang có cái xu thế lực hồi lại về vùng giá 40. CMX thì cũng như vậy, tức là sau những phiên tăng mạnh và sau đó thì đang rũ, đây là đang những nhịp rũ, và những nhịp rũ này thì có thể đánh chạm vùng 24. Từ vùng 24 này thì cổ phiếu sẽ xác lập những cái xu thế tiếp theo. Cơ bản là sẽ cần thời gian, không thể chạy ngay được. Mã cổ phiếu DGW là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích và nhấn mạnh, và cái xu thế của mã cổ phiếu này thì Hùng đang hướng đến một cái cách đi, nó sóng của nó đi gần giống với mã cổ phiếu FPT. Về cơ bản, một cây nến tuần thì nó hơi xấu, khi mà chạm được về vùng 25.3 thì sau đó thì cổ phiếu này đã không tích lũy lại được và lại bị rơi hai phiên rất là mạnh. Tuy nhiên những tín hiệu kỹ thuật cuối tuần, cổ phiếu này đã không bị gãy nền 24.5 và đang có những cái dấu hiệu mà bứt lại ở cái nền trên này. Thì về cơ bản trong ngắn hạn thì cái đích đến, cái kịch bản Hùng Lê phân tích từ cái nền giá 24.5 thì cổ phiếu sẽ đánh về vùng 27. Cơ bản là như vậy, về vùng 27. Chúng ta sẽ cần chờ một cái xu thế dòng tiền tiếp tục được tăng lên và các cái tín hiệu đảo chiều của đường MACD để xác nhận xu thế tiếp theo. Thì DGW là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị của chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Ở ngành cao su thì Hùng sẽ có mã cổ phiếu GVR. GVR thì về cơ bản là đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta có thể quan tâm ở quanh vùng nền giá 13.5. Đây là những cái điểm mua vị thế, và khi cổ phiếu khi vị thế về đến tài khoản và cổ phiếu có những phiên bứt nền 14 ở đây. Cổ phiếu có những cái phiên bứt nền 14 ở đây thì chúng ta sẽ mở các cái điểm mua hết đối với mã cổ phiếu GVR. DRC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê quan tâm đối với ngành cao su. DRC thì chúng ta có thể xem ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn, còn trên biểu đồ đến ngày thì chúng ta sẽ khá là bị phân tâm. Thì về cơ bản cái đích đến của DRC ở trong cái nhịp đánh này sẽ là chạm vùng 25. Một điều rất là tích cực là trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này đã chạm lại về vùng 24. Đó, chạm lại vùng biên trên, tức là cái vùng biên tích lũy ở đây. Thì như vậy là một cái xu thế tăng giá tiếp theo của DRC sẽ tiếp tục được xác lập, và một cái phiên hút dòng tiền với việc khối lượng giao dịch đạt trên 600.000 cổ phiếu của DRC rất là tốt. Ok. Mã cổ phiếu thứ ba về ngành cao su đấy là PHR. Thì đối với về cơ bản PHR thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị mở mua các vị thế ở quanh vùng giá 59 và cái đích đến tiếp theo có thể đánh chạm về vùng giá 68. Thì về cơ bản là một cái điều mà nó hơi yếu, đó là dòng tiền lại đang bị cắm đầu xuống và chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Thì về cơ bản là cổ phiếu PHR đã đánh được, vượt thoát được cái vùng ở đây là vùng 62. Vùng 62 là cái vùng đệm nó khá là tốt, và cái tuần ở vùng 62.5 thì nó đang khá là tích cực, khá là ok. Và sang tuần cổ phiếu này chỉ cần vượt thoát khoảng vùng 63 thôi, khoảng có những phiên đánh chạm về vùng 63. Lẽ ra phiên kết tuần này mà cổ phiếu này đóng được ở vùng 63 thì cái xu thế tăng nó sẽ tốt hơn. PHR thì những điểm mua thì chúng ta sẽ không còn nữa. Cổ phiếu ngành nhựa Bình Minh và nhựa Tiền Phong đấy là hai cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ đánh những cái sóng dài. Các anh chị lưu ý nốt lại giúp Hùng Lê. SBT có gì không ta? Sau khi mà đã đánh chạm SBT thì hiện tại là tạo lập cũng đang giữ giá khá là tốt ở quanh nền 18. Tuy nhiên
Cái việc mà giữ giá ở quanh nền như thế này thì chúng ta cũng cần thời gian, tức là bây giờ là các cái vị thế mua thì chúng ta sẽ phải cần những cái tín hiệu xác nhận tốt hơn, còn nếu không thì mua thì chúng ta nếu chạm được vùng 17.5 đây, có những cái vùng này thì chúng ta mua thôi. Còn về cơ bản là khi cổ phiếu có một cái nền đi ngang thì chúng ta phải hết sức là hạn chế, hết sức là hạn chế, bởi vì chúng ta sẽ có thể bị rơi một cái điểm rơi rất là nhanh ở sau đó. Chúng ta phân tích một số các cái mã đầu cơ BCG. BCG thì nó bị sai rồi, mình phân tích là nó sẽ tiếp tục chỉnh, nhưng mà cơ bản là một cây hút như thế này thì nó cũng khá là khó, hình như là phiên đánh trần hay sao, chạm lại vùng này. Chạm lại vùng này thì về cơ bản là những cái điểm mua của BCG nó cũng không còn. Đối với TCH thì Hùng đã có những cái phân tích khá là dài rồi. Ở vùng giá 22.5 đến vùng giá 23 thì chúng ta có thể mở điểm mua vị thế, và đến vùng giá 24 thì chúng ta có thể mở mua hết. Đối với mã cổ phiếu này thì cơ bản là có 2 tuần, gần như có 3 tuần là cổ phiếu này đi ngang từ vùng giá 22 23.8 đến vùng 24.5. Ở xu thế hiện tại thì khả năng Hùng đánh giá rằng vẫn có một nhịp đánh chạm vùng 26 đối với mã cổ phiếu TCH. AGR thì có gì không nhỉ? AGR thì về cơ bản là chưa có gì, lại đánh chạm lại vùng 4.3, 4.3. Thanh khoản tiếp tục bị mất và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Một số các mã cổ phiếu mới lên sàn thì Hùng sẽ không phân tích nữa, Hùng sẽ điểm qua cái mã cổ phiếu này. PC1, chúng ta sẽ xem PC1 sau một cái kịch bản phân tích sóng dài. Ok, PC1 thì hiện tại là PC1 đã chỉnh về đây, là chỉnh về đâu ạ? Chỉnh về vùng 19.5. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy những cái vùng mà chúng ta đã đặt ra sẵn ở đây để chúng ta chờ những cái vùng giá, và như vậy thì là PC1 lại có xu thế vùng 19.5 này, thì hiện tại là đang kết tuần ở vùng 19.5, nhưng mà khả năng là với một cái kịch bản hiện tại như vậy thì khả năng là sẽ phải tích lũy ở nền 19. Đó, chúng ta cần phải thay đổi lại một tí nữa. Ở nền 19, và khi ở nền 19 này thì chúng ta sẽ quan sát, và tại nền 19 này chúng ta sẽ quan sát những cái động thái tiếp theo cổ phiếu. Về cơ bản là dòng tiền hiện tại đang bị suy yếu một cách rất là trầm trọng. Đường MACD thì khá là xấu, và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng là cái xu thế hiện tại của PC1 nó vẫn chưa cầm cái đà rơi. GEX thì về cơ bản là xấu, về cơ bản là xấu, đường MACD xấu và dòng tiền đang bị cắm xuống, và cái mục và cái vùng giá mà có khả năng là cổ phiếu này sẽ trả về ở quanh vùng 21. Thiên về kịch bản hiện tại là thiên về kịch bản là xu thế đi ngang hoặc là xu thế giảm giá. Di thì Hùng Lê đã phân tích rồi, một cái mã cổ phiếu TNA. TNA là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ nhìn ở một cái góc độ như này đó. Hiện tại là TNA đã chưa vượt được cái vùng 15, tức là cái vùng kháng cự đây vùng 15, và nếu như TNA vượt được cái vùng 15 thì như thế là cái đường đi tiếp theo của mã cổ phiếu này sẽ được tiếp tục xác lập, và những cái điểm mua thì đâu đó khuyến nghị ở quanh vùng 13 đối với mã TNA, và hình như TNA thì cũng đã khuyến nghị khá là xa rồi. Cách đây phải đấy cũng phải tầm 2 tuần rồi. 2 tuần. Vùng giá 13.5 đến vùng 14 và target cần có thể đánh chạm vùng 18, đã phân tích cách đây khoảng tầm 2 tuần. Chúng ta xem lại mã cổ phiếu CVT sau một nhịp phân tích. Đối với CVT sau một nhịp phân tích đánh chạm vùng 23 thì Hùng đã có những kịch bản là cổ phiếu có thể chỉnh chạm lại vùng 22. Đó, từ vùng 22 này thì cổ phiếu tích lũy, và như vậy là trong tuần thì khá là đẹp đúng không ạ? Chỉ có duy nhất một phiên là chạm về 22 và sau đó sẽ rút chân lên. Và với một cái kịch bản như hiện tại thì sau khi chạm vùng 22 như thế này thì có thể đánh chạm lại về vùng 25. CVT thì về cơ bản là CVT cũng Hùng cũng đang kỳ vọng có một cái sóng dài. Đối với CVT sẽ có một cái sóng dài ở trong cái thời điểm hiện tại, và chỉ cần CVT vượt thoát được vùng 23.6, thậm chí là cao hơn một tí là vùng 24, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng CVT một sóng dài, và sóng dài của CVT này thì đánh cũng khá là sướng đấy. Các anh chị lưu ý mã cổ phiếu CVT. Ông sẽ phải nốt lại một tí vào đây,
những cái mã cổ phiếu này để sau còn nhấn mạnh cho các anh chị chúng ta. CVT này, TNA này. Đạm Phú Mỹ thì khả năng là cũng lình xình thôi. Đạm Phú Mỹ thì cũng đánh, gọi là đánh những cái trận đánh mà nó không, chưa thực sự là tích cực. Đó, chạm về cùng lắm là chạm về vùng 15 và sau đó chỉnh thang lại và sẽ cần lực cầu nó đánh tốt hơn. Đạm Phú Mỹ thì hiện tại chúng ta không đáng lưu tâm. Và một mã cổ phiếu mà Hùng phân tích cuối cùng, PTB ở trong bản tin này. Đối với PTB thì các anh chị có thể lật lại cái bản tin tuần trước của Hùng Lê. Hùng Lê khuyến nghị chúng ta đầu tư PTB ở trong một cái nhịp đánh, ở trong một cái nhịp đánh dài, sóng dài, chứ chúng ta sẽ không đánh sóng ngắn đối với PTB. Về cơ bản PTB là một mã cổ phiếu tốt, cơ bản tốt và Hùng cũng đã, khi mà Hùng Lê nhận thấy những cái dấu hiệu tốt thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị cho cả nhà là bắt trở lại mã PTB. Đây, cách đây 8 ngày, tức là trong cái bản tin mà phân tích khuyến nghị tuần trước thì Hùng cũng đã có đề cập đến PTB là một cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc và có những nhịp chỉnh quanh vùng 69 thì có thể canh mua vị thế vùng này. Và đối với PTB thì chúng ta đánh sóng dài thì chúng ta sẽ không lướt sóng. Thì những cái điểm mà test chỉnh ở quanh vùng 69, đó, quanh vùng 69 thì Hùng đang nhận thấy khá là đẹp, khá là ok, những cái điểm chạm kênh ở đây. Sau một phiên đánh mạnh như thế này thì PTB đã có một cái nhịp, có một cái phiên rũ hôm nay khá là đẹp, như vậy là tích cực. Và rũ đừng có gãy cái nền 71.5 là được. Ông muốn rũ thế nào thì ông rũ, nhưng mà cái nền 71.5 sẽ là cái nền mà sẽ chốt chặn ở đó để giúp định vị cổ phiếu. Và cái đích đến mà Hùng Lê kỳ vọng ở trong nhịp đánh ngắn này đó là vùng chạm lại vùng 75. Và nếu mà chúng ta nhìn ở trong một cái kênh xu thế dài, thì Hùng đang kỳ vọng là cổ phiếu này đánh vượt đỉnh. Và vượt đỉnh hay không thì nó sẽ có những cái target tiếp theo, đó là vùng 80 là vùng chạm đỉnh. Và khi chạm về vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những phân tích đối với mã cổ phiếu PTB. Còn về cơ bản hiện tại Hùng đang nhìn thấy PTB khá là tốt, khá là ok. Như vậy là chúng ta đã đi phân tích lại toàn bộ tình hình xu thế thị trường trong tuần vừa qua, đúng không ạ? Và có vài góc nhìn về tình hình thị trường tuần mới. Thì tuần mới thì Hùng đánh giá rằng là thị trường của chúng ta sẽ có những cái góc độ tích cực hơn, sẽ có những cái dấu hiệu khởi sắc hơn. Và Hùng sẽ cần vùng điểm của VN Index, đó là vùng 995 điểm, để chúng ta có thể phân tích và định hướng cái xu thế chủ đạo của tuần tiếp theo. Và chúng ta cũng đã đi phân tích lại toàn bộ các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành mà thế mạnh của chúng ta, những cái mã cổ phiếu tốt, những cái mã cổ phiếu ok thì cũng đã được Hùng Lê lọc và khuyến nghị ở trên Zoom. Và trên Zoom Zalo thì Hùng Lê cũng sẽ luôn luôn cập nhật những cái bản tin, những cái tin nhắn, những cái khuyến nghị mới nhất dưới góc nhìn của Hùng Lê, để cho tất cả anh chị em của chúng ta có được những cái điểm tham khảo và để đưa vào những cái quyết định đầu tư của chúng ta. Thì Hùng Lê cũng mời tất cả những anh chị em, nếu chúng ta có cùng góc nhìn, có cùng quan điểm, thì về đồng hành với team của Hùng Lê tại kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và trên kênh Facebook thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và Zalo của Hùng Lê 0968279555, để chúng ta cùng thành lập một cái team, nhóm, đội để chúng ta cùng đồng hành và phát triển trên cái chặng đường đầu tư. Thì hiện tại cũng rất là vui, trên kênh Facebook, trên kênh YouTube của chúng ta thì hiện tại kênh của chúng ta đã có được là khoảng 3.700 anh chị em chúng ta đăng ký kênh. Và Hùng Lê kỳ vọng rằng cái số lượng này của chúng ta sẽ tiếp tục tăng lên. Thì những anh chị mà đã đăng ký kênh rồi thì chúng ta cũng có thể share những cái bản tin hàng tuần của Hùng Lê để đến với cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta được tốt hơn, ngày càng tốt hơn. Còn trên kênh, trên group Facebook Chiến binh trên từng con sóng, Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì hiện tại là chúng ta đã có 1.000 thành viên của chúng ta là đã có bao nhiêu ạ? Đã có 1.546 anh chị em đăng ký tham gia, và hiện tại thì đang có 109 người muốn tham gia nhóm. Thì Hùng Lê cũng có một cái ý như thế này, tức là
cái mục đích của các anh chị khi chúng ta tham gia nhóm đó là chúng ta có những cái trao đổi về 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 chủ đề về chứng khoán, về cổ phiếu, về thị trường tài chính, chứ chúng ta không có những cái chủ đề trao đổi về bất cứ một cái gì khác. Và trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê cũng đã trao đổi với các bạn trong team Hùng Lê và đã khóa lại cái việc viết bài, tức là tất cả các bài viết thì sẽ được sẽ có một bạn sẽ kiểm duyệt tất cả những cái bài viết đó, sẽ kiểm duyệt tất cả những cái bài viết đó để chúng ta sẽ đăng, chúng ta sẽ kiểm duyệt xong thì chúng ta sẽ đăng, chứ chúng ta không đăng một cách tự do, sẽ không đăng một cách tự do như vậy. Ok, như vậy là thị trường trong tuần tới thì chúng ta sẽ tốt hơn, sẽ ok hơn. Và các cái vị thế mùa mua mới thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến ở trong ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần vừa rồi. Và chúng ta cùng kỳ vọng một tuần mới thành công hơn, tốt hơn. Và chúc tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình, và cùng tiếp tục có những cái đồng hành, có những cái chia sẻ và đóng góp cho kênh để chúng ta ngày càng hình thành được một cộng đồng ngày nhà đầu tư ngày càng lớn mạnh hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.